Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Khánh Hòa. Alo, xin chào thính giả từ tỉnh Khánh Hòa. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, chị ơi, cho em hỏi là chồng em, hai vợ chồng em đang có mâu thuẫn rồi. Giờ em muốn hỏi chương trình là có nên đi dạy không ạ? Vâng, hai vợ chồng bạn hay thường xuyên mâu thuẫn lắm à? Dạ, mâu thuẫn bắt đầu từ một năm về trước, hai vợ chồng làm ăn nên là bất đồng quan điểm chị, nên là bây giờ ảnh có người yêu khác rồi, ảnh có bồ khác rồi, nên là mẹ con em thì vẫn không biết là có nên ly dị không hay là như thế nào. Vâng, bạn đang băn khoăn không biết có nên ly dị hay không vì những cái mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, anh chào em. Em chào anh ạ. Bây giờ thì anh ấy với lại cô người yêu thì làm ăn ở đâu, có ngay ở cùng với mình hay là ở một nơi xa hơn? Dạ, ảnh trước là tụi em có một cái mâu thuẫn xung đột với nhau, là em phát hiện ra ảnh có người yêu rồi. Thì em cũng quen, em cũng buồn, thì cũng có một anh bạn cũng động viên, thì anh cũng nghĩ là em cũng trả thù ảnh, nên là hai người đều có lỗi hết, nên là em nói thôi bây giờ anh bỏ cô ấy đi thì em cũng không quen anh kia nữa, hai vợ chồng làm lại từ đầu. Nhưng mà anh tuyên bố là anh bỏ vợ để anh không bỏ người yêu, nếu anh bỏ người yêu thì anh là chó thế này thế khác, mình đã ăn ngủ với người ta rồi mà bỏ, còn anh đừng những cái lời gọi là miệt thị, tức là tôi là lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ đi làm đĩ, nên là mà em có chẳng có lỗi gì với anh hết, chỉ có là thương người ta thôi. Mà em nghĩ em không đáng, bao nhiêu năm mà em vất vả nuôi chồng vì con mà không đáng bị miệt thị như thế à? Ừ, thế thì tóm lại là một năm nay giờ là không còn đi lại gì với nhau nữa. Anh thì ở hẳn với cô bồ kia, còn mình thì mẹ con nuôi nhau thôi. Dạ không, hai tụi em vẫn ở chung nhà nhưng mà anh vẫn có bồ bên ngoài à. Thế xong rồi vợ chồng vẫn cứ hàng ngày ăn cơm với nhau, rồi tối vẫn ngủ với nhau, còn rảnh rỗi thì anh đi làm thêm với cô bồ thôi đúng không? Dạ. Chứ cũng không phải là bỏ hẳn mình để đi với cái cô bồ kia. Tóm lại cũng giống như một người mà cứ thường xuyên ngày 2-3 bữa ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng lại đi ăn bún phở hủ tiếu ở bên ngoài thôi đúng không? Dạ, ngủ luôn nhưng mà ngủ với con ảnh thôi, chứ hai vợ chồng thì không có làm gì nhau đâu ạ. Không có làm gì, tức là thôi thì nhà nó chật nên không có chỗ ngủ riêng thì tách ra. Này thế con nói chuyện một cách rõ ràng với nhau về cái chuyện này không? Bây giờ thực sự anh nghĩ thế nào? Anh cho rằng là anh là một người đàn ông thì hoàn toàn có thể có quyền là có vợ vẫn có thêm một người bạn gái ở bên ngoài à? Hay là như thế nào? Thực sự là anh bây giờ anh mong muốn rằng là chia tay để anh được sống với người ta thực sự, hay là làm sao? Tức là thay vì mình vẫn ở cùng nhà mà hỏi rõ xem là quan điểm của anh bây giờ như thế nào thì anh ấy nói sao? Dạ, nó có một cái bất hạnh thế này, tại vì em là con mồ côi nên là không có ba mẹ. Nên là nếu mà hai vợ chồng bỏ nhau thì em cũng sợ là một mình em không nuôi được con. Nên là hai vợ chồng mới phải nhịn nhau. Thì anh nói là bây giờ anh bắt em phải chấp nhận, nếu như mà chấp nhận cho anh sống với con bồ kia thì anh sẽ sau này ông có dắt gái hay gì về nhà ngủ thì em cũng không được phản đối, chỉ có được ở với trách nhiệm để nuôi con thôi. Còn nếu mà ly dị thì anh sẽ là người bắt con, tại vì em không đủ điều kiện để nuôi em bé. Em làm sao em không đủ điều kiện? Dạ, tại bên ảnh có đầy đủ gia đình, ông nông nội, ông ngoại, còn em thì không có ai à. Ôi chả liên quan gì em ạ. Ví dụ anh ấy dọa em vậy, chứ còn khi một đôi vợ chồng mà ly hôn ấy, em trừ em là người bị làm sao đó mà không có khả năng lao động để nuôi con, thế còn không ai nó xét là bên nhà anh có đầy đủ ông bà bố mẹ, còn bên nhà em thì em chỉ có một mình, người ta chỉ xét hai người trong cuộc là bố mẹ thôi. Mà nhà có một đứa con thì con thì thường là theo mẹ, nếu con còn rất là nhỏ, con mà trên nhiều tuổi một chút thì phải ý kiến nó là nó theo ai. Thì thứ nhất là này, em có phụ thuộc anh vào kinh tế không? Ví dụ là em chẳng làm gì, dạ, em nói thẳng với anh là hai vợ chồng em đều là người không nhìn thấy hết ạ. Thế nhưng em có thu nhập không? Dạ em đi làm massage người khiếm thị à. Cũng rất chẳng được bao nhiêu lắm đúng không? Thế hai vợ chồng mà rồi nuôi một đứa con thì ông bà nội có phải phụ không, hay là cũng đủ để nuôi con? Dạ không, ông bà nội không phụ, tại lúc em lấy nhau thì ba mẹ anh cũng không đồng ý à. Rồi chắc là ba mẹ muốn được anh ấy cũng thế rồi thì phải tìm một người sáng mắt để hỗ trợ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế cái cô bạn gái kia là người thế nào? Dạ cô bạn gái ấy cũng là không nhìn thấy ạ. À thế hả? Dạ. Thật sự ở trong lòng em thì em có mong muốn chia tay không? Dạ em cũng muốn tìm hạnh phúc của mình, tại vì
em không 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 muốn sống cảnh thế này, nhưng mà em lại không sợ là không nuôi được con. Con thì sẽ là con chung, em cũng vẫn đi làm, em vẫn nuôi con anh ấy. Nếu ngay cả tòa có ly hôn, cho phép ly hôn, thì chẳng hạn như sẽ tuyên rằng là mỗi một tháng anh phải đóng cho em 1,5 triệu để hỗ trợ với em nuôi con, còn em bỏ thêm 1,5 triệu nữa để nuôi con. Đấy là cái chuyện nuôi bé, đúng không? Chứ anh nghĩ rằng chắc là dù em là người thế nào chăng nữa, dù em không nhìn thấy nhưng em vẫn là một người bình thường, em vẫn là một người phụ nữ. Em khó có thể chấp nhận rằng là anh ấy muốn ngủ với ai ngủ, xong rồi anh ấy còn bảo rằng anh ấy dắt gái về nhà để em không được có ý kiến, thì chắc là gỗ đá thì mới có thể làm được thế, chứ người thì khó khăn, đúng không? Hãy cân nhắc, nếu thực sự ly hôn xong mà mình lại rơi vào tình trạng bi đát hơn, chẳng hạn như là không nơi nương tựa, chả có cái gì mà ăn, thì đúng là lại rơi từ nỗi khổ này sang một nỗi đau khác lớn hơn. Nhưng nếu mình vẫn đi làm, chẳng phải là anh ấy nuôi gì, mình nuôi được sống bản thân và mình cũng có thể cố lên một chút thì nuôi được con. Mình không, chẳng hạn như hai vợ chồng hiện nay đang ở cái nhà, nhà ấy là nhà của ông bà nội xây đúng không? Hay là của anh vợ chồng cùng mua? Dạ không, tụi em ở phòng trọ thôi ạ. Ủa, thế thì cũng chẳng có gì nhiều đúng không? Dạ. Thì mình cũng lại ở lại cái phòng trọ ấy, cuộc sống không thay đổi gì nhiều lắm đâu, đúng không? Em cũng vẫn Dạ. đi làm, rồi bây giờ thì thực ra cũng ở trọ, hai đứa ở trọ mà đã không nhìn thấy mà còn chẳng ngủ cùng nhau nữa, mà ngủ với con thôi, thì cũng như là hai người thuê tiền nhà trọ. Nhưng mà vì nó vẫn cứ ràng buộc là vợ chồng, nếu như em nói rằng em vẫn muốn là có một người bạn khác thương mình để mình có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn, thì mình hoàn toàn có thể thay đổi mà. Chứ còn mình cứ lấn cấn rằng là không đủ tiền nuôi con rồi rất nhiều thứ, thì mình anh nghĩ rằng cái sự chịu đựng cũng có hạn thôi. Chắc là em khó thể chấp nhận được như thế này. Hoặc là giá như anh ấy là người này này lại nói rằng là không còn tình cảm với nhau, bây giờ chỉ là sống với nhau vì đứa con. Còn thì anh có bạn gái rồi, còn em muốn làm gì với ai, em như nào anh không cần quan tâm lại khác. Còn đây anh ấy lại vẫn cứ ghen với em, vẫn rủa Dạ thả đúng rồi, em anh vẫn là muốn giữ em cho riêng nhưng không cho em được quen bất cứ một người nào ạ. tức là giữ riêng cho em, nhưng còn bản thân anh ấy thì lại thành người công cộng, thì khó có thể được, đúng không? Như vậy là một cái nhìn nó không công bằng, không có chuẩn mực về về quan hệ vợ chồng với hôn nhân gia đình. Đấy, chỉ lấn cấn nhất là kinh tế khó khăn. Nếu như mà chia tay mà em lại rơi vào tình cảnh khó khăn hơn, thì hãy cân nhắc suy nghĩ, mình bao giờ đủ lực đủ sức để sống độc lập thì hãy nghĩ đến chuyện chia tay. Thế còn nếu như chia tay mà mình vẫn sống được cũng chẳng có khác gì mấy. Chia tay hay không chia tay thì trước giờ mình vẫn tự làm, tự ăn, tự nuôi bản thân, thì hãy tìm con đường cho mình có một cơ hội mới, tội gì mình cứ phải chấp nhận nhỉ. Vâng, chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Quảng Bình. Dạ alo, Vâng, em tôi chào nghe chị. đây ạ. Dạ câu hỏi của em là em có thai ngoài tử cung do nó bị hư rồi. Hỏi bác sĩ có như vậy thì ảnh hưởng về sau này không ạ? Vâng, xin rất là chia sẻ với tình trạng sức khỏe của bạn. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ em chào chị. Em ơi, lúc đấy thai được bao nhiêu tuần em? Em vào siêu âm thì bác sĩ nói là thai không nằm trong tử cung ạ. Dạ. Và tới ngày 29 tháng 11 thì em ngồi thì thấy ra máu, vào siêu âm thì cũng không thấy trong tử cung ạ. Dạ bác sĩ bảo là nó bị hỏng ạ. Thế hôm đấy thì bác sĩ mổ nội soi cho em à? Dạ không ạ, nó từ ra luôn ạ. À, không, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đến cái vòi trứng của em không ý? Có phải mổ vòi trứng hay là thắt hay là như thế nào không ý? Dạ không ạ. Tóm lại là cái thai ngoài tử cung đấy bây giờ thì em đã bị sẩy thai thôi đúng không? Thế còn em không phải can thiệp gì, không phải mổ, không phải ảnh hưởng gì gì. Dạ. Cũng không vỡ, cũng không gây xuất huyết gì gì. Dạ. Thế là may mắn lắm rồi đấy. Dạ. Rất nhiều những cái người mà có thai ngoài tử cung ý, nó một là nếu mà đến sớm, nó có thể đang trong giai đoạn xung huyết.
thì người ta vẫn phải mổ, người ta nội soi và người ta tác động vào cái vòi trứng. Bởi vì gọi là thai ngoài tử cung thì thường là thai nó không làm tổ ở trong tử cung, mà nó lại làm tổ ở vòi trứng. Và trong cái quá trình nó phát triển thì nó sẽ gây nguy cơ là có thể vỡ hoặc là gây sung huyết, xuất huyết. Thì người ta mới phải mổ ở cái chỗ mà nó làm tổ ấy. Và chính vì cái cuộc can thiệp đấy nó có thể gây một cái biến chứng là dính hoặc là hẹp cái vòi trứng. Và nó là sẽ là cái nguyên nhân để có thể làm ảnh hưởng tới cái việc có thai lần sau của em. Đấy. Thế thì của em thì bác sĩ lại chẩn đoán là thai ngoài tử cung nhưng mà lại không rõ là nó ngoài tử cung ở chỗ nào. Và cái chính là em lại cũng không phải xử lý gì đúng không? À, bác sĩ nói là em bị viêm đường tiết niệu. Thế à? Dạ. Ừ, em vừa nói với chị là thai ngoài tử cung mà. Dạ, là bác sĩ siêu ấm và xét nghiệm máu thì nó nằm ngoài tử cung, nó không làm tổ, là nó không đấu vào tử cung à? Thế lúc đấy là em chậm kinh bao nhiêu tuần em? Dạ, tuần 15 ngày chị. À, 15 ngày hả? Ừ. Dạ, dạ. Ừ, em đi khám tất cả những cái này ở đâu đấy? Dạ, em ở bệnh viện Hữu Nghị Chất Lượng Cao của Quảng Bình ạ. Quảng Bình ấy hả? Ở đấy người ta có khoa sản phụ khoa không? Dạ không ạ. Người ta không khám chuyên về sản phụ khoa cho em à? Dạ không. Thế em khám ở đâu mà bảo là thai ngoài tử cung rồi lại sảy thai? Dạ em siêu âm ở chỗ phòng khám Chất Lượng Cao ở Quảng Bình ạ. Ô thế à? Ừ, thôi theo chị thế này nhá. Thực ra vấn đề của em nó có thể là một bệnh, có thể là hai bệnh. Nó có thể vừa là bệnh của đường tiết niệu, nhưng nó lại cũng có thể là bệnh về sản phụ khoa. Thôi thì bây giờ cả hai cái đều quan trọng. Đấy, thế mà cái nơi em khám ý, thì nó lại không có sản phụ khoa. Theo chị thế này này, cái quan trọng nhất bây giờ ấy, là mình phải xác định xem là có đúng là mình bị sảy thai hay không, hay có đúng là thai ngoài tử cung hay không. Bởi vì nếu thai ngoài tử cung thực sự mà không được can thiệp ý, thì nó cũng không tốt cho em đâu nhá. Nếu để nó vỡ ấy, nó gây xuất huyết ở trong ổ bụng thì còn nguy hiểm hơn nữa. Vậy thì việc đầu tiên bây giờ em phải đến cái cơ sở về chuyên về sản phụ khoa ấy. Ví dụ bệnh viện sản nhi thì cũng là tốt này, hoặc không em đến bệnh viện đa khoa thì em vào khoa sản. Ở đấy bác sĩ sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ cho em nhá. Kiểm tra cả lại xem là em có phải đúng là có thai hay không. Thế còn thai bây giờ thì nó đã ở đâu, nó phát triển như thế nào, để bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em. Cái đấy mới là việc quan trọng. Thế còn cái việc mà viêm nhiễm đường tiết niệu thì em có thể đến bệnh viện quốc tế đấy cũng được, hoặc là đến bệnh viện đa khoa, em vào khoa thận tiết niệu thì người ta sẽ làm xét nghiệm nước tiểu, rồi người ta siêu âm cho em, người ta là khám cho em, đánh giá tình trạng rồi mới điều trị được cho em mà nhá. Của em bây giờ thực ra xác định bệnh nó còn chưa rõ ràng, thế cố gắng là thu xếp thời gian đi khám sản trước nhá, vì đấy là ưu tiên hàng đầu. Nhá. Dạ, hôm nay ngày mùng 1 là em có đi tiểu thì thấy nó ra một cục bằng đầu ngón tay á. Em nghĩ đó là nó ra. Em nghĩ thôi. Còn bây giờ nó có đúng là thai hay không, có đúng là sảy thai hay không, hay nó lại là một cái xuất huyết gì ở bên trong rồi nó ra cái cục máu đông đấy. Hiện nay bây giờ em đang có vấn đề nguy cơ đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về sản phụ khoa nhá. Đi luôn đi em ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn quyết định về vấn đề đi khám chữa bệnh của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Dạ, tôi đây. Cảm ơn chương trình nha. Dạ vâng, chào anh. Anh lớn tuổi chưa ạ? Dạ, báo cáo anh là tôi năm nay 57 tuổi ạ. Dạ vâng, chào anh 57 tuổi. Chắc là con cháu đây huề rồi gì ạ? Không biết anh đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi vậy? Dạ, tôi báo cáo chương trình tôi đi chung là con cái tôi đều về rồi. Thế hoàn cảnh gia đình tôi là vợ đi đây nạn mất này là 4 năm rồi. Vâng. Thì tôi muốn xuống tìm hiểu với làm bạn với cô này. Vâng. Thì tất cả mọi thứ thì chúng tôi là đều tâm đầu với hợp cả. Thế à? Thế nhưng mà mỗi một cái là ngủ chung giường mà ngủ đến sáng là thực sự là tôi không thể nào ngủ được. Dạ vâng. Tại sao không ngủ được ạ? À? Thì anh cứ thức à? Tôi không biết làm sao ngủ và cứ như thế cho nên tôi bảo cô ấy được thôi thì thương nhau rồi thì cứ nằm chuyện trò nhau đến tầm đi ngủ 9-10 giờ thôi thì mỗi người một giường. Ừ. Thế nên là cô ấy cứ băn khoăn mà thế này thì anh với vợ không ngủ chung với vợ thì nè. Em không cưới đâu, tôi cứ băn khoăn đổi chương trình. Em có cái gì, có mẹo vặt thì anh như thế nào thì tư vấn giúp tôi. Tức là nếu mà ngủ chung với cô ấy thì anh làm sao mà không ngủ được? Cũng như làm sao tôi không thể ngủ được. Cô ấy có ngủ không? Cô ấy thì ngủ được. À, thế còn anh thì cứ trong trong, mà ngồi ngắm ngắm bà xã
thế thôi, chỉ cứ ngồi ngắm bà xã của tôi thì thế là anh được mấy cháu? Dạ, báo cáo chương trình nhà tôi hai cháu, một cháu trai một cháu gái, thì cháu là xây dựng gia đình xong hết rồi. Thế là ông nội ông ngoại đủ rồi đúng không? Dạ vâng ạ, tôi ông nội ngoại đủ rồi. Dạ vâng, chúc mừng anh. Thế còn mỗi cái chuyện là cái bà kia là bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô này cô ấy 50 tuổi. À, thế hoàn cảnh của gia đình của cô ấy thì như thế nào? Thì báo cáo với chương trình là hoàn cảnh cô này là gia đình cô này, chồng cô cũng mất. Đã được, coi như được 4 năm, hơn 4 năm rồi. À, thế à. Cô ấy được ba cô con gái, thì là hai cháu đi xây dựng gia đình rồi. Cách khoảng độ 10 cây số, còn một cháu giờ là cháu học xong lớp 3 giờ đang có chiều hướng này cho cháu đi học, cho cháu đi du học bên nước ngoài. Rồi, tóm lại là hoàn cảnh của hai anh chị có vẻ na ná như nhau đúng không? Một bên là chồng chết, một bên vợ chết, mà đều chết từ cách đây 4 năm rồi. Và nói chung là theo như anh nói là tuyệt vời rồi. Chỉ có cái là tại sao mà ngủ nó lại thế. Không, chỉ tôi cứ băn khoăn, cô ấy cứ nói bảo nếu anh không ngủ chung với em này, em không cưới đâu. Thế nên tôi cứ suy nghĩ rồi nó cứ băn khoăn, rồi tôi cũng bảo có cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu này, tôi muốn gọi điện lên coi như là chương trình có những cái gì để tư vấn. Thế nên hôm nào mà không ngủ chung với cô ấy thì có ngủ được không? Nếu không ngủ chung, nếu cứ xuống đây cứ nằm riêng giường thì là từ cô xuống nhà thì tôi cứ nằm cô một giường, tôi giường thì là ngủ được. Thế mà cứ nằm chung này không ngủ được. Hay là do tại anh 4 năm nay không có ai nằm cùng nên là cảm thấy là nằm một mình thoải mái hơn đúng không? Thì tôi không rõ thế nào mà đặc biệt cố cái ép tôi ngủ, thực sự chương trình không ngủ được, cứ băng khoăn rồi thức rồi là chằn chọc. Thôi chứ còn tất cả cái thứ này chung mà là còn cái chuyện là ăn uống đau ban là mình tôi vẫn tốt lắm. Cũng một tuần đi nói chung là cũng đau ban được 5-3 lần. Ôi trời, hoành tráng nhỉ. Rồi. Ngủ chung tôi ngủ được cái chương trình rồi này. Tôi hỏi chương trình không có cái gì, coi như là tư vấn giúp tôi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ vâng. Xin chào anh. Dạ chào anh. Thấy anh vui tính quá, bởi vì là đúng là mới có tình yêu thành ra nó cứ thanh niên trẻ trung ấy. Không biết là tính anh thế hay là từ ngày có tình yêu mới rồi mà thấy anh nghe giọng nó vui lắm, cũng mừng. Dạ, báo cáo anh là tôi nói chung là cũng từ trước này rồi, kể cả trước quần và trước sống và sống một cô này thì bạn cũng vẫn thế thôi, tại vì sống một cái vô tư, sống bộ đội mà. Vâng, không, đấy là quan thế là thích là vui. Anh với cái cô bạn mới này yêu nhau và lấy nhau hoàn toàn đàng hoàng, đúng nó chỉ có mỗi một tí trục trặc nhỏ nhỏ. Tuy nhiên thì hình như anh cũng cứ quá thật thà thành ra nó cứ hay mới bị như thế. Với một người láo cá hơn một tí ấy, ranh ma hơn một chút ấy, họ ấy có thể chẳng cần cần nói. Phụ nữ mà cái đoạn mà cứ làm xong đòi tách ra ngủ riêng ấy, là người ta sẽ nghi ngờ là mình đến với người ta chỉ vì cái món kia, mà không vì tình yêu, không vì trân trọng, không vì được ôm ấp. Thành ra người ta cứ nói rằng nếu anh mà không ngủ với em ấy, anh chỉ sang anh làm một cái rồi anh về ấy, thì là rồi anh đi ra ngủ ngoài riêng ấy, thì người ta nghĩ rằng mình coi người ta như là một cái nơi để mà giải tỏa cái nhu cầu sinh lý của mình, nên người ta hơi tự ái. Thế còn thì anh cứ bình thường, anh đừng bảo anh không ngủ, nằm ôm cạnh nhau rồi đến lúc cô ngủ rồi thì anh lặng lẽ anh ra anh ngủ ở giường bên cạnh cũng chẳng có làm sao, chẳng có lẽ cô lại vùng dậy cô lôi cổ anh bảo anh phải quay về giường kia. Cũng giống như trẻ con mà mình đầu tiên thì nó không chịu ngủ một mình, nó sợ ma thì bảo cứ nằm đây rồi bố ru hay là mẹ ru vỗ vỗ về cho nó ngủ, xong khi nó ngủ say thì mình rút ra mình ngủ riêng. Thế thì cũng làm, nhưng mà vậy đây anh đã khai thật mất rồi thì cũng không có làm sao cả. Thì đây là một chuyện rất là nhỏ, bây giờ hai người còn đang hào hứng với cái chuyện là mình có một cái tình yêu mới, nhưng khi thành vợ thành chồng rồi, thật ra rồi nó ổn định tinh thần, cái nhu cầu quan hệ tình dục nó cũng không còn háo hức như bây giờ nữa. Và con người ta cũng không ai cưỡng lại được cái tuổi tác rồi, đến lúc mình có khi cũng tuần một lần hai lần thưa thớt. Rồi đến lúc ở chung thì là cơm áo gạo tiền, đi chợ đi búa, nay ông ốm mai bà lại mệt, rồi là nó rất là nhiều thứ vào, không còn thời gian đâu. Mà người ta cũng dễ tính đi đấy, không còn cái đoạn nũng nịu với dỗi với lại không thèm cưới nữa đâu. Cho nên anh cứ vui vẻ chấp nhận nhún đi, kiểu gì anh cũng cứ chấp nhận để hai ta chung một nhà. Thế còn thì thành vợ thành chồng rồi, sau này khi chính anh ấy nằm bên cạnh ấy, chị kia chị còn bảo thôi anh đi sang bên kia ngủ đi, anh cứ chân anh nặng anh gác em, với lại nào là anh ngáy to rồi là anh thở phì phò. Đây là bây giờ còn đang háo hức, chồng chết 4 năm nó đang khát,
Thế bây giờ thì muốn có người thì cũng phải ôm ấp vỗ về. Mình lại cứ rằng là nằm cạnh em anh không ngủ được, mà người ta nghĩ rằng chắc là người ta hôi, người ta làm sao đến nỗi mình kinh tởm nữa không ngủ được. Mà có biết đâu là chẳng qua mình do hồi hộp rồi nó cứ thao thức. Thứ hai nữa mình ở bộ đội mình ngủ mình nó quen rồi cả cuộc đời. Mình cũng cho nên lúc này tôi nghĩ rằng là việc lớn nhất là việc chấp thuận để cho được cái việc lớn. Thế còn những việc nhỏ ta sẽ khắc phục sau. Mà khi việc lớn được rồi ấy, sau đi mà nó có khi người ta cũng chả để ý đến việc nhỏ nữa đâu. Và rồi biết đâu chính cô ấy cũng là người mà hỗ trợ đồng ý với anh cái việc ngủ chung ngủ riêng. Tôi nghĩ ngay cả những đôi vợ chồng rất là trẻ hiện nay ấy, người ta cũng còn duy trì cái nếp sống. Cái này nó phụ thuộc vào cái quyết định của hai người thôi mà. Có những đôi trẻ nó mới 25, 27 á, lúc nào nó cần thì nó ở với ngủ với nhau, xong rồi thì chồng về phòng chồng ôm máy tính lọc cạch đến tận 1, 2 giờ đêm, vợ thì ôm con hoặc là vân vân. Chứ quy định rằng cứ vợ chồng phải ngủ với nhau thì chưa có bất cứ một ở đâu phải quy định như thế cả. Nhưng mà tôi nghĩ là anh cứ nhún đi, nhún thì mới nhảy được. Muốn nhảy cao thì nhún sâu sâu một tí. Kiểu gì cũng được, miễn là được chấp nhận để được hai đứa để về cùng một nhà. Em bảo gì anh cũng nghe. Cứ thế thì anh ạ. Còn sau khi mà ván đã đóng thuyền rồi, lúc ấy chẳng chảy nhẽ lại đưa nhau đi ly dị chỉ vì anh không ngủ với tôi. Cảm ơn chương trình nha. Vâng, chúc anh từ ấn Tết là có đám cưới đi. Dạ vâng ạ. Nói như thời gian mình không còn nhiều đâu anh. Mình thì chưa thật sự già, nhưng mà quỹ thời gian nó cũng không còn quá nhiều. Vui được một ngày, hạnh phúc được một ngày thì cũng là cái tốt. Mình cũng không chần chừ nấn ná làm gì quá mức cả, đúng không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn chị Thịt nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào anh nhé. Chúc anh có cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Alo, xin chào thính giả. À vâng, xin chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em bị viêm âm đạo như cả bị nhiễm nấm ấy. Đi khám người ta mỗi nơi người ta tư vấn một kiểu thì em không biết làm theo ở ai, thì em muốn hỏi bác sĩ ngay là em vừa có bầu, em vừa sinh mổ, bây giờ em bị nhỡ thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái vết mổ nó không chị? Vâng, bạn đang có rất là nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản và cũng đang rất là lo lắng cho sức khỏe của mình đúng không ạ? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Em sinh con được bao nhiêu lâu rồi? Em được 20 tháng. À, em bé được 20 tháng hả? Vâng. Thế mà bây giờ lại bị có thai đúng không? Vâng, em bị nhỡ. Thế à? Thế hành kinh của em đã quay trở lại chưa? Sau khi lần trước, sau khi mổ được 6 tháng thì em đã có rồi chị ạ. À thế hả? Tức là lần này là cũng, tức là sau khi mà em bé được 6 tháng thì hành kinh đã quay trở lại rồi. Thế em không áp dụng biện pháp tránh thai gì à? Từ ngày trước đến bây giờ thì cũng chỉ áp dụng dùng nước hơn thì dùng bao và nước thì... Xuất tinh ngoài âm đạo. Ra ngoài, thế là cuối cùng lần này lại sơ sẩy đúng không? Vâng. Lần trước em là sinh con là sinh mổ à? Vâng, em bị sinh mổ chị ạ. Thông thường thì các chị bao giờ cũng khuyên là sinh mổ ấy, thì ít nhất là phải để được 3 năm trở ra. Tức là con được 3 năm trở ra thì mới nên có thai lại. Thế rồi. Tại vì là cái tử cung của mình ấy, khi mà mình rạch nó ra như thế ở cái lần đấy, cái lần mà mình mổ lấy thai á, thì nó phải có một cái thời gian nó đủ để nó liền lại cái vết thương. Thế rồi nó lại còn phải chờ chứa đựng một cái thai nó lại lớn lên với cái trọng lượng là gần 2 cân, gần 3 cân. Bụng nó lại giãn ra như thế. Thế nhưng mà bây giờ thì con em nó cũng đã được 20 tháng thì cháu cũng sắp được 2 tuổi rồi đúng không? Thế đây thai lần này là lần thứ mấy đấy em? Lần thứ 2 à? À thế hả? Và bây giờ thì được bao nhiêu tháng rồi? Bây giờ được 1 tuần. À mới được có 1 tuần á? 11 tuần. À 11 tuần. Thế thì 11 tuần thì thai đã làm tổ ở trong tử cung rồi, có tim thai rồi đúng không? Có rồi ạ. Em đăng ký quản lý thai ở đâu? Khám tim lúc thì em ở về ở khám ở viện thì em lên xuống Thái. À, xuống Thái là xuống Thái Nguyên à? Vâng. À thế à? Chị bảo này, tốt nhất là như thế này, em phải đến bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên nhá. Phải xuống bệnh viện của Thái Nguyên ý. Nếu mà bệnh viện chuyên về sản phụ khoa được thì là tốt nhất. Đăng ký quản lý theo dõi ở đấy.
Tại vì là nếu mình quyết định là mình giữ em bé lại ấy, thì mình đấy, như chị vừa nói là cũng khá nhiều nguy cơ đối với em và với em bé. Thế cho nên là nếu quyết tâm giữ em bé lại thì lại đòi hỏi phải có sự theo dõi rất là sát của bác sĩ chuyên về sản phụ khoa và ở những bệnh viện tuyến tỉnh thì mới đủ phương tiện để có thể hỗ trợ được cho em. Còn nếu như mà em theo dõi ở những tuyến thấp hơn thì chị sợ là khi có những cái tai biến hoặc thì có những cái rủi ro thì cái phương tiện hỗ trợ cho em nó sẽ khó. Người ta bảo là khi tai nó lên thì nó ra cái chỗ đấy em no không biết là không có người thì như thế, nhưng mà tức là đấy là tất cả những cái nguy cơ mà bác sĩ người ta đặt ra cho em. Thế rồi những cái tai biến người ta cũng có thể đặt ra cho em để trong quá trình em chuẩn bị em có thai thì cũng lường trước được những cái khả năng nó như thế. Thế còn tất nhiên là thai thì nó không bao giờ nó lớn một phát nó lớn ngay, nó cũng lớn từ từ. Nhưng mà nó lớn từ từ như thế thì em cũng có thể giãn cái tử cung của mình, nó cũng vẫn giãn ra được nhá. Nếu có sự theo dõi sát của bác sĩ mà có kinh nghiệm, rồi bác sĩ mà ở những cái nơi mà có đủ phương tiện thì cũng không phải quá lo ngại đâu. Vì bây giờ là em bé của em nó cũng sắp được 2 tuổi rồi mà. Nhá. Nếu quyết định giữ thì phải mất công một chút và mất thời gian là phải đi xuống dưới Thái Nguyên. Nhá. Thế hỏi là bây giờ mình muốn kiểm tra để xem là cái vết mổ đấy nó có ảnh hưởng đến thai, thai nó có bám vào cái vết mổ đấy không thì mình kiểm tra làm sao chị ha? Em cứ xuống dưới đấy, các bác sĩ người ta siêu âm cho em thì người ta cũng có thể tiên lượng được mà. Ở dưới đấy người ta có những cái phương tiện người ta có thể giúp cho em được cái chuyện đấy. Thế còn cái câu hỏi thứ hai của em là em có nói là em đang bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục đúng không? Vâng. Em đi khám chưa? Em đi khám rồi. Bác sĩ bảo sao em? Bác sĩ bảo em là bị nấm hay cả viêm nhiễm các cadena cái gì. Cho em điều trị chưa? Cho em điều trị rồi. Nhưng mà bác sĩ bảo là dùng gạc, vừa đặt thuốc dùng gạc cắm vào nơi nóng chị, xong là luồn luồn tít vào bên trong cái âm đạo của mình ấy, nó luồn sâu luồn hết cái gạc đấy luôn, xong lại cứ rút ra xong cứ làm đi làm lại như thế. Nhờ làm để cho nó bác sĩ ở đâu mà lại cứ có những cái phương pháp như thế nhỉ? Bệnh viện tư ở Thái Nguyên. Thế à? Thôi tốt nhất là em đang có thai thì em đừng làm như thế nhá. Nhá. Vâng. Thế nhá, chị chào em. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Kiên Giang. Alo, Kiên Giang đâu ạ? Alo, chào anh ạ. Em muốn anh hỏi câu hỏi là giờ em năm nay 50 tuổi, em cũng có vợ là 2 đứa gái rồi, mà đứa lớn thì mới đều có đứa lớn thì nó coi như có xui da, mới sinh cháu, còn đứa nhỏ thì coi như mới làm xui. Trong lúc đó thì em cũng có làm trong cái công ty đấy thì em cũng có quen một cô đồng nghiệp. Cô này là coi như của năm nay của 35 tuổi rồi, mà sinh được một cháu bé trai là coi như được 4 tháng nay rồi. Nói chung là qua cái quan hệ tình dục thì em hỏi là cái điều kiện thứ nhất là cổ mới sinh dậy mới 4 tháng mà cổ có đòi hỏi một đêm 2-3 lần như vậy thì em có hỏi là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không. Cái thứ hai nữa là em muốn bàn với vợ em là em muốn dắt cổ về để chăm sóc mẹ con cổ, nhưng mà coi như vợ em phản đối là coi như không cho, đòi tự tử chết. Thì bây giờ là em muốn xin chương trình là cho em lời khuyên và tư vấn xem như thế nào. Em cũng đang băn khoăn và bối rối không biết sắp xếp như ra sao, mong chương trình cho em lời khuyên. Tóm lại là anh năm nay 50 tuổi, đã có dâu rể đề huề rồi đúng không? Có con rể. Có con rể rồi, bởi vì 2 cô con gái lên chức ông ngoại rồi. Dạ. Và bây giờ thì tự dưng thì lại có con với một cái cô ở đồng nghiệp gì đấy mà cô ta đã đẻ cho anh một đứa con trai là 4 tháng tuổi rồi. Cô ta không có chồng à? Dạ, con gái đầu chưa có chồng. Trước khi em quen với cổ này, em cũng có nói em có vợ có con rồi, có xui gia rồi, nhưng mà cổ quyết định là yêu em. Bây giờ anh muốn điều gì? Muốn đưa cổ về đã ở chung sống với gia đình em. Nhưng mà anh cũng có trình bày là nếu mà anh đưa về thì vợ anh sẽ tự tử còn gì nữa. Thế giữa hai cái vấn đề ý thì cái chuyện đó em cũng bằng tán với vợ em rồi, nhưng mà bây giờ là vợ em phản đối cho nên em giờ cũng chẳng biết làm sao sắp xếp như thế nào.
Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, xin chào bố cháu. Xin chào ông ngoại. Chào anh ạ. Thực ra thì để xảy ra cái chuyện như của mình ấy thì không có con đường nào tốt nữa đâu. Bây giờ lựa chọn cái kiểu gì thì cũng không hỏng cái này thì phải dứt mẻ cái kia. Đừng bao giờ hy vọng rằng là vợ cũng cười phớ lớ mà người tình cũng cười vui vẻ rồi các con nó cũng ủng hộ rồi mọi người đều vui. Thật ra thì chuyện đã xảy ra rồi, đành phải chấp nhận và lựa chọn con đường nó đỡ thiệt thòi, đỡ thiệt hại nhất thôi. Ban nãy mình có nói rằng là cô bạn gái 35 tuổi đẻ được đứa con 4 tháng rồi nhỉ? Mới sinh được 4 tháng. À, thế và cứ đêm nào cũng đòi anh hai lần, tức là mình ở bên với mẹ con nhà cô ấy hả? Dạ. Thế còn bà vợ cũ thì bao nhiêu tuổi rồi? Cũ 43 ạ. 43, có còn quan hệ gì được không? Dạ, có được chứ. Tức là cứ thích thì bên này, thích chạy bên kia đấy. Thế thì bà vợ là biết là mình ở bên với mẹ con cô ấy mà bà ấy không làm sao à? Cô biết chứ, nhưng mà giờ em cũng nói thật cho cổ vậy. Bây giờ tình trạng là như vậy á. Anh cũng muốn đưa mẹ con cổ về đỡ mà chung sống với một gia đình đó có hai chị em. Em nghĩ là bây giờ hai con gái thì nó có chồng nó đi hết rồi. Rồi, anh nhất trí. Còn mình nói chung cảm thấy nó cũng hơi buồn tối thì em thì đi làm cả ngày. Anh hiểu cho rồi. Nên là em muốn đưa mẹ con của để về chơi với lại vợ cũ này, dùng vợ này để làm vui lòng vợ kia đúng không? Chứ còn thì chồng đi làm suốt cả ngày sợ vợ buồn, lấy thêm cô nữa về để cho cô vợ vui. Túm lại thế này em này, cái việc mà sau khi sinh con mà bây giờ 4 tháng mà cứ đòi đêm quan hệ hai lần ấy, thì thứ nhất là nếu như cô ấy sinh thường cũng không có mổ máy gì, hoặc là nếu có mổ có rạch mà bây giờ cũng yên lành rồi, không có da dịch, không có chảy máu, không có đau đớn thì hoàn toàn có thể làm được, chỉ sợ mình không có sức thôi. Chứ giá mà bảo là cô ấy mình đòi mà cô không đáp ứng được cơ thì mới bảo còn phải kiêng cho cô ấy, nhưng đây cô ấy cũng mong muốn điều đó và chắc đã quan hệ rồi đúng không? Dạ, mà cũng không sao đúng không? Thế thì một lần này với hai lần thì cũng không có gì lắm, thì tùy sức mình mà làm. Thế còn thì cũng không ai bắt buộc là cứ phải hai. Hôm nào mệt thì thôi, mình nhớ là còn công còn việc rồi một nách hai phía gia đình. Đấy là cái thứ nhất, là cái món mà ban nãy em có hỏi băn khoăn cái chuyện quan hệ. Việc thứ hai là đừng bao giờ hy vọng lại đón một cái cô nào đấy về ở với vợ mình. Người ta nói rằng đói lòng thì ăn nắm lá sung, chồng một thì lấy chồng chung, thì đừng chưa bao giờ ở trên đời này lại có cái chuyện hai bà vợ lại vui vẻ ở cùng với nhau. Mà chưa kể là mình cái cô sau là gọi là cô bồ chứ không được gọi là vợ, đúng không? Về mặt pháp luật là cô vợ kia cô không làm kiện, chứ kiện là cả hai người vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thôi thì người ta lờ đi cho, bởi vì thôi chắc chị cũng tặc lưỡi, mình cũng bốn mấy rồi, đẻ không đẻ nữa, lại có hai con gái lấy chồng hết rồi, mình thì là con trai, mong muốn có người con gái, có đứa con trai, và cô kia đã làm được cái việc mà mình mong muốn. Thế thì cái cô vợ của mình ấy thì đấy là cay lắm, nhưng mà đành phải chấp nhận. Thế thì đừng bắt cô ấy được đằng chân, mình lại lân đằng đầu. Cô không làm ầm ĩ, cô không quấy phá gì, cô để cho mình sang ở với mẹ con cái cô bạn gái này đã là quá quý rồi. Mình phải thừa nhận rằng là cô ấy không biết là có phải tốt không, hay là nhẫn nại, hay là nghiến răng thì cũng vậy, nhưng mà cũng đã thế rồi. Đừng ép người ta đến cái bước mà lại nuôi cả mẹ cả con về đây chăm nuôi nữa thì sống làm sao được, đúng không? Cho nên này em làm trong công ty là có nhiều lúc em ở với cô thứ hai là vì lý do là em mới láo với cổ là em ở lại coi như công ty, chứ còn thật sự ra là về nhà cô kia, cổ biết là em ở với cô kia thôi, nhưng mà cái khuất mắt không biết, nhưng bây giờ lại lôi về nhà trình ảnh ra mấy mẹ con nằm với nhau, rồi tối lại bố lại sang ngủ với lại ôm con trai với lại vợ bé ngủ, còn bà kia nằm một mình thì bà không sống nổi đâu. Em phải đặt mình vào tình huống là nếu như mà bà vợ mình lại lôi một cái cậu trai trẻ nào về nhà và để cho mình vui thì làm sao mà mình vui được, đúng không? Thế thì từ bỏ ngay cái ý định ấy. Ai ở đâu vẫn ở nguyên đấy đi. Thôi đành chấp nhận hai nơi. Chắc chắn cái cô mà 35 kia cô cũng xác định tinh thần là cũng chẳng chen được vào nhà mình,
cô ấy nghĩ rằng là có thể không lấy chồng nữa mà vì yêu mình hay là vì gì đó mà nay có được các đứa con. Nếu tốt ra thì là mình có trách nhiệm, còn nếu không tốt cô cũng đủ chuẩn bị tinh thần để cô ấy làm người mẹ đơn thân, để tự con cô nuôi. Thế nhưng mà có được cái sự chia sẻ một phần của mình cũng đã là rất tốt rồi. Cô không dám đòi hỏi là anh phải rước em về ở với chị cả đâu, chắc là cô cũng chẳng muốn thế. Thế cho nên là đừng ép cả hai người phụ nữ ấy phải chung sống với nhau. Cô nào ở nhà cô đấy, còn mình thì làm tàu con thoi. Lúc thì qua bên này, lúc qua bên kia, nhưng phải hết sức khéo léo, bởi vì không thì mình sẽ là người đứng giữa hai làn đạn, kể cả cái cô 35 tuổi là cái người đến sau. Ta cứ gọi theo ngôn ngữ bây giờ là người thứ ba đấy. Nhưng mà nếu mà mình cứ quấn quýt với lại ở phía bên nhà rồi thế này thế khác, cô cũng tủi chứ. Mình sinh cho lão ấy con dai mà lão ấy có quan tâm gì đâu. Thế nhưng mà lại tít mít hết ở bên nhà cái cô 35 ấy, mà quên đi rằng mình là ông ngoại các cháu với con rể. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, Hà Nội đâu ạ? À đây ạ, em chào chương trình ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Em bởi vì em mới cắt cái u sơ tử cung toàn và toàn phần ấy. Thế bây giờ em muốn là bác sĩ tư vấn cho em. Em đi siêu âm thì người ta lại bảo là có lang hỗn hợp ấy. Thế là các bác sĩ thì bảo là để theo dõi thôi, nhưng mà các bác sĩ không cho uống thuốc điều trị gì. Nhưng mà từ hôm em mổ xong nó là tháng rưỡi rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 43 tuổi. À thế à, và cắt hết rồi, toàn bộ rồi. Bây giờ đến nay thì là sau khi mổ cắt là được tháng rưỡi rồi. Nhưng mà mổ xong được hơn một tuần thì em đi siêu âm, thì lúc đấy nó chưa có lang hỗn hợp. Một tuần đấy thì em lại đi siêu âm thì nó lại có lang hỗn hợp, mà em siêu âm ba chỗ đều có lang hỗn hợp rồi. Lần gần đây nhất là siêu âm thì có không? Có. Vẫn có à? Em mới lên chỗ mổ để em siêu âm lại để bác sĩ kiểm tra, bác sĩ điều trị em kiểm tra lại thì bác sĩ họ không phải uống thuốc. À thế à, tức là nó sẽ tự tiêu đi đúng không? Thì cũng không nói là tự tiêu mà bảo cái thiên nang này chị cứ theo dõi 3 tháng nữa chị lại đi khám lại. Rồi. Và có phải uống thuốc gì không thì hỏi tam khảo thì 4-5 bác sĩ thì đều bảo là chị chả phải uống thuốc gì cả, còn đúng uống rồi. Hay không thì chị. Rồi. Thế thì em bảo thế em uống. Rồi, và bây giờ thì mặc dù là đã đi khám, đã siêu âm, bác sĩ cũng đã tư vấn rồi nhưng vẫn lo lắng và gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu. Tuần trước em chưa thấy có mà tuần này nó lại to thế, ba tháng nay bảo. Thôi đừng siêu âm nhiều như thế làm gì? Càng siêu âm nhiều nó càng to ra thì sao? Đấy, rồi bác sĩ của em cũng bảo thế là chị uống lên. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Thế là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 43. 43, thế là cắt toàn bộ rồi hả? Thế cái việc cần chồng nó có ảnh hưởng gì không? em thì cũng đang muốn hỏi bác sĩ là cái em đến mấy năm nay em không sinh hoạt vợ chồng thì cái đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái tố bên trong? À, cái u sơ là lành tính gì? À, u sơ lành tính. Vâng, thì cũng không hẳn là do cái chuyện mà không sinh hoạt không sinh hoạt vợ chồng đâu. Ở cái tuổi 43 là cái việc thay đổi nội tiết ấy thì nó hay có cái tạo ra cái u sơ tử cung. Có những người mà nó nhỏ quá người ta cũng không mổ, nhưng mà to quá mà nó ra máu thì buộc phải mổ đi, không con nó hại sức khỏe. Em thì không ra máu mà em đau bụng hoặc mé cái u, em u của em bên phải. Cái u nang thì người ta nhìn, người ta tiên lượng nhá, người ta có thể nhìn cái hình thức bản chất của cái u ấy và người ta cho rằng là nó nhỏ và nó có thể là cái nang sinh lý hay gì đấy, thì nó có thể nó tan đi hoặc là chưa cần thiết, bởi vì ở cái độ tuổi mà 43 người ta còn nghĩ đến cái chuyện là đấy, tôi vẫn nói là cái nội tiết nó bắt đầu thay đổi ấy, bắt đầu đi vào cái giai đoạn mà nó tiền mãn kinh, nó lắm chuyện lắm. Thế và người ta cũng không muốn là mình bị oan, bởi vì cái khi mà nó lại ổn định rồi thì cái rối loạn về nội tiết ấy mà nó qua ở cái giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy, nó ổn định rồi thì nó lại trở về bình thường. Thế vì vậy người ta nói là không lo thì cứ tạm thời không lo, cuộc đời còn bao nhiêu thứ để lo cơ mà, dưỡng sức để sau cái cắt u sơ tử cung kia đi cho nó khỏe đi, ổn định lại tinh thần. Thế còn việc gì đến sẽ cứ dần dần. Là em đau lưng với cả đau hai bên cái thắt lưng hông, đau lắm. Bây giờ á? Có thể sau cái lần mà mổ xong không?
đấy, sau cái lần mổ xong thì em nghĩ là hay là làm nhiều vận động ít rồi mà. Thế thì mổ xong một tháng rưỡi rồi, bắt đầu vận động, bắt đầu tập các cái bài thể dục nhẹ nhàng đi. Đấy, em của em vẫn tập với bài thể dục trên giường với cả massage da mặt buổi sáng, với cả tập yoga đấy. Rồi đấy thì dần dần nó sẽ khắc phục lại. Đau lưng lắm ở cái tuổi 43 thì cũng bổ sung canxi đi. Có phải là thiếu canxi không? Ừ, đấy. Thế thì nâng cao sức khỏe của mình đi, đấy là nhiệm vụ đầu tiên. Thế còn cái u nang buồng trứng, bác sĩ bảo chưa phải dùng thuốc, thì cứ biết thế đã. Thế và người ta sẽ hẹn là bao nhiêu lâu đến siêu âm lại, đúng không? Rồi, thì 3 tháng nữa đến siêu âm lại, lo cũng không làm được gì mà. Có muốn uống thuốc, bác sĩ cũng bảo không phải dùng thuốc, không kê cho, thì cũng không làm gì mà, đúng không? Em bảo là em uống cái Calila để uống phòng. Thế à? Bác sĩ bảo tùy chị. Vâng, thế thì lại là tùy chị. Đó, bởi vì là cũng có thể là cái tác dụng của nó không rõ ràng. Nhưng mà chị thấy rằng là uống vào chị tinh thần nó ổn định thì tùy chị nhá. Em mất cả ngủ đấy chị ạ. Thế ai bảo tự mình mà. Không cẩn thận mất ngủ xong lại sinh ra bệnh khác ấy. Thế mình đã theo bác sĩ rồi và theo nó có ngày hẹn đấy rồi. Và cái gì đến là nó sẽ đến rồi, đúng không? Người ta bảo đừng lo, mẹ còn đi siêu âm những vài nơi cơ, và vài nơi cũng trả lời như nhau. Thể dục này, đi thiền này, đi tập thiền đi, để tĩnh tâm đi nhá. Và có khi cái thiền nó lại giải thoát cho tất tật tật rất là nhiều thứ. Còn tập yoga, yoga thì tốt rồi, rất tốt rồi. Nhưng mà nếu mà cứ hay lo quá ấy, nếu có thời gian lại đi tập thiền đi, để cho nó tĩnh tâm đi, và nó giải quyết được nhiều việc và đỡ mất ngủ ấy. Chứ còn cứ lo ấy thì mất ngủ, xong rồi cũng chẳng giải quyết được cái gì, mà có khi lại còn nhiều cái thứ nó bệnh tật nó đến nữa nhá. Cho nên là cứ chấp nhận đi, cứ từng thứ dần dần. Em không cần phải sinh hoạt vợ chồng, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe anh. Về sức khỏe thể chất thì nó không ảnh hưởng, nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần không, hay nói cách khác là đến hạnh phúc gia đình không, thì cái đó chị cân nhắc. Bởi vì là căn bản em thì 7 năm nay không sinh hoạt gia đình rồi, mà kể cả có chồng ngày trước sinh hoạt là em cũng chẳng hứng thú gì cái đấy. Bởi vì chỉ là trách nhiệm để chồng nó xong thôi. Nếu mình cứ không cho chồng quan hệ thì chuyện gì có thể xảy ra? Chồng em thì làm sao? Thế thì không vấn đề gì. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Xin chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo Hải Dương đâu ạ? Dạ alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Dạ em mang thai được 8 tuần nhưng mà tim thai của em không... Bác sĩ siêu âm này tim thai em nghe không rõ ạ. Sao ạ? Tức là thai hiện tại là gần 2 tháng rồi đúng không? Được 8 dạ, tuần rồi. Nhưng mà cái đây một tuần thì mình siêu âm này có tim thai. Nhưng mà tuần tới là tuần này mình siêu âm lại không có tim thai. Thế thì tại sao bạn không hỏi luôn bác sĩ siêu âm? Bác sĩ hỏi là chờ kết quả, nhưng mà em lo lắng quá nên em gọi chị em hỏi ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, chị chào em đang ở bệnh viện, dạ. Đang ở chỗ siêu âm hả? À, thứ năm tuần này bác sĩ nói em đi siêu âm lại ạ. À, từ tuần trước, 7 tuần thì dạ. Là siêu âm là không rõ tim thai, đúng không? Dạ, cách đây 2 tuần thì em đi siêu âm thì lại có tim thai ấy chị. Rồi, thế nó có tim thai và lần này người ta bảo không rõ tim thai. Và thai ngừng phát triển là sao ạ chị? À, và thai ngừng phát triển rồi. Thế và sau đấy thì bác sĩ kết luận thế và họ có nói gì không? Họ nói với em là thứ năm tuần này là siêu âm lại. Nếu mà không có tim thai nữa là phải bỏ thì đúng em rồi. Sợ lắm, em buồn lắm chứ. Thế thai này là thai lần thứ mấy em? Dạ lần đầu chị. Em bị nhiễm HPV nữa chị. Mới sớm em chưa bị sùi ạ. À thế hả? Em lại có HPV nữa. Thế thì bây giờ như này, buồn thì đương nhiên là buồn rồi, nhưng mà làm thế nào được? Cái gì nó xảy ra thì nó đến là nó cứ sẽ đến, đúng không? Mà mẹ mất con em chị. Thì em phải vững vàng thôi. Bây giờ em đặt luôn ra 2 giả thiết. Có khả năng là mất con nhá, không rõ tim thai và thai ngừng phát triển, và người ta hẹn một
tuần sau để xem như thế nào. Và em đến thì em cứ xác định luôn là có thể là mất con đi nhá. Và nếu mà không phải thế thì nó là điều rất là mừng. Đấy. Và bên cạnh em nữa, tức là em lại có một cái bệnh ở bên cạnh là có HPV. Vì vậy mình cũng cần phải có thời gian để điều trị đấy. Nếu mà nói là đừng buồn thì nó hơi là sáo rỗng. Thế nhưng mà buồn cũng không làm được cái gì, đúng không? Biết đâu đấy cái HPV nó lại là nguyên nhân. Và nó còn nguyên nhân gì nữa. Vì vậy em phải bình tĩnh nhá. Trước mắt là phải bình tĩnh và... Nhưng mà em nói gì, em chỉ nói sớm vậy thôi. Em vẫn thấy nó ngén bình thường ấy chị. Mà sao lại không rõ tim thai à chị? Em không hiểu tại sao nữa. Thì tại vì là có thể là không có tim thai cho nên nó không rõ. Thế còn nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân nhá. Bác sĩ không nói rõ nguyên nhân nhé chị. À, tìm nguyên nhân không phải là dễ em ơi. Nếu mà giữ được thai thì em bị nhiễm mấy con làm sao không chị? Thì lúc đấy người ta sẽ tư vấn tiếp là em sẽ tiếp tục điều trị như thế nào, cái cách tốt nhất để mà giữ con. Em đừng lo lắng những cái mà em không làm gì được. Em cứ quanh quẩn như thế mà không cẩn thận cái tình trạng stress của em ấy, cái tình trạng mà lo lắng một cách quá mức ấy, đấy, nó lại là gây hại đến cho sức khỏe của em và cái thai đấy nhá. Cứ từng bước một, nếu như giữ được thì là phúc nhất trên đời và cứ từng bước một mà đi thôi. Chứ còn bây giờ lại nếu mất thì sao xong, nếu có thì liệu có giữ được không? Đấy, em không để... là tật, em không có chồng nữa chị ấy, mà sống mà em khổ lắm mà em không sợ đủ thứ, em buồn vẻ lắm đó. Rồi, bây giờ ở bên cạnh chị có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhá. Anh sẽ chia sẻ với em xem là trong cái tình trạng của em như vậy thì anh có cái chia sẻ nào mà tốt để mà giải stress cho em không nha? Rồi chào em. Dạ. Hiện nay thì em ở với ai? Hiện tại em ở trọ mình anh. Trọ một mình nha. Em ở xa lắm ạ. Thế à? Thế em dạ. Làm gì để sinh sống? Nhưng mà em vẫn đi làm bình thường nữa, nhưng mà em không đi lại được với anh. Ừ, tức là mình vẫn đi làm nhưng mà lại không đi lại được như thế. Dạ. Dạ, em ơi... em vẫn đủ khả năng để nuôi con ấy. Rồi em bị này em bối rối, em không biết làm sao luôn nữa anh. Thì đúng là cũng chẳng ai biết làm sao thật. Cái chuyện của trường hợp của em Vừa mới mừng em có con nhưng mà nói này em không. Em ơi, cái gì nó cũng có hai mặt. Nếu em có được bé thì cũng là một cái tin mừng, nhưng đấy cũng là một thách thức rất lớn với em đấy. Dạ, tất cả gia đình nhiều, em biết em xác định trước rồi mà. Thế thì bây giờ đấy, như bác sĩ Phượng lại nói rồi, vấn đề em có ngồi em cứ khóc hết ngày này sang ngày khác, em có hoảng loạn lên thì cũng chẳng vì thế mà mọi sự nó thay đổi được. Thế thì mình lại phải xác định là dám đối mặt và thôi, lần này coi như sơ sẩy một lần mà thua keo này thì lại bày keo khác. Vì mình tất nhiên mình sẽ khó khăn hơn người khác, mình không phải thích là sinh con lúc nào là chủ động mà có được, mà đôi khi gặp được một người mà hỗ trợ mình để mình có thể làm mẹ thì cũng không phải dễ dàng gì, đúng không? Thế nhưng mà em ơi, em khỏe mạnh này, rồi sức khỏe em ổn định này, tinh thần em ổn định này, em lại hết cả bệnh này, thì cái chuyện mà cái người hỗ trợ em ấy, người ta cũng sẽ dễ chia sẻ hơn là bây giờ ví dụ ai đến với em cứ em hoảng loạn cứ như níu nghe người ta, bởi vì mình khát khao quá mà. Thế xong rồi lại biết là mình cứ bệnh nọ tật kia, kể cả người ta không muốn làm người ta cũng ngại cơ. Thôi bình tĩnh đi, đợi đến thứ năm này rồi đi xem bác sĩ trả lời như thế nào. Và cũng như bác sĩ Phượng nói là chuẩn bị tinh thần là một cái trường hợp xấu nhất. Nếu gặp mà nó không phải xấu nhất thì mình vui, còn xấu nhất thì mình cũng đã có lường trước rồi. Và hy vọng là mình đã có được may mắn lần thứ nhất thì cũng cánh cửa cũng không khép lại, cũng có thể đến một lúc nào đó mình lại có một cái lần may mắn thứ hai nhá. Mình cũng phải tin tưởng như thế, chứ còn thì lúc này thì đúng là cũng không biết. Có những thứ mà trong cuộc sống chúng ta mà cứ nói vui là bó tay chấm com ấy, tức là đúng là cũng phải chịu chứ còn không biết làm sao được nhá. Rồi, hy vọng là bạn sẽ vững vàng sống cuộc sống do chính mình tạo dựng nên. Alo, thính giả Hà Nội đâu ạ? Vâng, đây ạ. Vâng. Câu hỏi của em là em có một cháu trai năm nay 7 tuổi. Nhưng mà lúc sinh ra thì nó ở mình nhà ngoại, do cuộc sống vợ chồng không ở với nhau, thì bây giờ thì
cháu nó được 7 tuổi nhưng học hành nó có rất kém, em mới đón cháu về được tuần này, tuần thứ 3. Nhưng mà về trình độ học hành nó kiểu là luôn thả, không được ngồi kèm cặp này. Rồi. Em đưa về cháu tuần về thứ 3 nhưng mà nó nhiều lúc nó bướng, nó không nghe lời bố, thì bây giờ làm cách nào, em cho hỏi chương trình chuyên gia là làm sao có biện pháp nào để đưa cháu vào có một cái cuộc sống nó cụ thể hơn và dạy dỗ cháu nó nghe lời hơn ạ. Tức là từ trước đến nay thì bạn không hề nuôi con đúng không? Vâng. Thế và thời gian hai bố con ở bên nhau là không được dài. Đợt này thì bạn đưa cháu về để chăm sóc và thấy rằng là con có vẻ học hành chểnh mảng, mặc dù con mới 7 tuổi, tức là học lớp 2 thôi, đúng không con trai? Vâng. Bạn có lấy vợ mới chưa? Chưa. Và mẹ nó thì có lấy chồng mới chưa? Mẹ chưa. À, thế hai bạn đã ly hôn chưa hay chỉ ly thân? Ly thân nhưng mà xác định là không thể quay được về với nhau. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 42 tuổi. À, 42 tuổi. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin chào chào em. Vâng, chào anh ạ. Làm sao mà giỏi thế? Trước mẹ nó ngăn cản rồi nhà ngoại không cho thăm nuôi, mà bây giờ mình lại lấy hẳn được con về nuôi thế. Thời gian gần đây nó gọi điện, nó bảo là bố ấy nên chuyển trường cho con về con ở với bố, con học với bố. Con về đấy con học thì con nó thấy nó có tâm huyết, nó muốn ở với mình thì lại mình lại tìm mọi cách để nên tiếp cận nhà trường, thì nhà trường đồng ý thì cho chuyển trường. Trong lúc chuyển trường thì có cả mẹ cháu và cả ông ngoại ở đấy. Nếu như con này là một cái món để mà đôi bên giành giật đấy thì thật ra rất là vất vả, rất là khó, và cái hậu quả là đứa bé nó sẽ chịu. Ví dụ như mấy bữa nữa lại ông ngoại với mẹ nó hứng lên, lại đến trường lại chặn cửa lại đón con, rồi làm phiền cả nhà trường ra. Rồi về mặt danh chính ngôn thuận thì hai vợ chồng vẫn là vợ chồng, chưa phải ly hôn. Và con thì ở với bố thì mẹ cũng có quyền đón, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Thế rồi con cứ bị giật về bên này, lôi về bên kia, là thằng bé rất là khổ đấy. Thế bây giờ mình phải gắng mọi sự để nghĩ tốt cho con. Mình thì rất có trách nhiệm, ý thức rất là tốt. Hãy xác định thế này này, con còn rất là nhỏ, nó không phải hư hỗn hay là nó một cái gì đấy nó thái quá. Chẳng qua là ở mỗi một gia đình thì nó có một cái nền nếp khác nhau, bên kia thì có thể là vì được chiều chuộng thôi thì ăn uống thì uống, rồi cũng không có gò ép nắn điếc gì lắm. Thế cháu nó sống nó tự do. Nay thì mình thì cũng muốn rằng là con đã đi học rồi, hai bố con thì cũng phải có nền có nếp, buổi tối phải học thế này, rồi bớt chơi bớt nghịch đi, đúng không ạ? Vâng. Thế thì việc đầu tiên là mình cứ nó học lớp 2 rồi đấy, tâm sự nó hiểu đấy, không phải nói là nó không biết gì đâu, bởi vì nó là cái người chủ động gọi điện cho bố, mà bố ơi con muốn về con ở với bố ở dưới ấy để chuyển trường cho con, nghĩa là nó cũng quý bố. Thế thì nói rằng là bây giờ đấy không có mẹ và không có ai chăm sóc, chỉ có bố con là trông nom chăm sóc nhau, cho nên là con phải gắng là nghe lời bố, để cho bố cũng còn dành thời gian, bố cũng phải đi kiếm tiền, bố cũng phải đi làm, đừng để chuyện này chuyện nọ gì ha. Thế xong rồi cùng với con thống nhất một cái, người ta cứ gọi như là xây dựng một cái nội quy hay là một cái thời gian biểu ấy. Con học bán chú cả ngày đúng không? Vâng, thì cháu nó thì nó lại biết cái là nó thời gian mới nó mới về thì nó nghịch rất là nhiều, thì khi nói thì nói thì chống, có phải có vẻ phản ứng nó không nghe lời của lời bố dạy. Khi về giờ thời gian gần đây thì biết đâu mình nói thì con nó lại nghe lời, vì là mình có những cái gì mình có thể người bố mình cống hiến cho con thì làm cho con để con vui vẻ, khi mà về mình tiếp sự thúc rồi mình dạy chữ cho con, có thể biết đâu con nó nghe lời. Thế bảo rằng là bây giờ bắt đầu bố con mới thiết lập lại, gần như bắt đầu lập lại trật tự đúng không? Nhớ nha, đúng 6 rưỡi bố để đồng hồ, bố con mình cũng dậy, để dậy cái con phải đánh răng lên mặt, vì con lớn rồi chẳng lẽ bố lại đánh răng cho con. Sau đấy thì bố con mình đi sớm ăn sáng, con thích ăn gì, hôm nay ăn xôi, mai thì đổi thành bánh mì, ngày kia thì vân vân. Xong đến trường, cũng may suốt cả một ngày con học ở trường, chiều 5 giờ, hãy nhớ rằng con đừng có chơi thập thò ngoài cửa, bố có thể là tắc đường, bố về muộn hơn, chứ không vì nhà mình không thể còn có người nọ người kia đón được nữa. Đấy, cho nên là con ra mà không thấy bố, con cứ chơi ở trong trường đề phòng. Mình cũng nói hết cả với con đi, bây giờ chuyện bắt cóc bắt kiếc rồi là nô nghịch, rồi là chuyện tai nạn tai niếc nó rất là phức tạp, cho nên là con nhá cứ ở trong trường. Thế xong bây giờ bố đến thì là bố sẽ gọi thì con mới được ra. Thế đón nhau về rồi thì đấy, phân công là
về cái con chơi, con không có lao vào học ngay, mới học lớp 2 không có nhiều việc làm gì. Trẻ con, nhất là con trai, nó cần phải có những cái xả năng lượng, nó có nghịch cái đồ này đồ khác hay nó bày bừa bày bãi một chút thì cũng không sao, chứ còn cả ngày nó ở trường nó đã phải khoanh chân bó gối rồi. Thế thì cho nó chơi, nếu mà nó cái khu nhà mình nó rộng rộng, nó có cái xe đạp mini ba bánh hay là vân vân, nó luyện tập. Buổi tối ăn cơm xong bố con rảnh rỗi thì đi dạo một tí, xong quy định là tối nào cũng học từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi, ví dụ như thế, một tiếng thì bố không yêu cầu con nhiều. Bởi vì bài tập các cô tiểu học cũng chẳng dám cho nhiều đâu, mà thậm chí có nơi còn không cho bài tập về nhà. Thời gian đầu con chưa nên nếp, bố ngồi cạnh đi, con ngồi đi, bố thì ngồi đây, bố làm việc, con thì làm bài của con. Mình chủ yếu cần gọi là một cái chỗ rửa tinh thần, và đồng chí là để mắt đến thôi. Để ví dụ như nó quay ngang quay ngược thì nhắc con ơi, đang giờ học chưa hết giờ học đâu đấy. Thế thì dần dần thì nó thành thói quen, mình buông ra, mình chỉ cần nhắc đến giờ học thì là nó đi học. Còn thời kỳ đầu thì phải ngồi kèm, ngồi cặp. Mua cho con thêm những cái sách, cái vở để cho nó hướng dẫn, là chịu khó cho nó đọc một tí. Trẻ con cứ xem vô tuyến với lại nghịch điện thoại với lại chơi ngoáng lên ở ngoài, nhưng cũng rất cần có cái thời gian dành cho đọc sách, vì sách nó là một cái làm cho tâm tính con người ta tĩnh tâm trở lại, và tính tình nó thuần hơn, nó hiền hòa hơn. Và luôn luôn động viên con, bởi vì con nó có một cái điểm đây này, hơi một tí bây giờ thì nó biết nó đứng giữa hai làn đạn, bố mà đối xử không tốt, hơi nặng lời thì nó lại gọi điện cho mẹ nó, mẹ ơi bố đánh con, mẹ đến mẹ đón con đi. Ngược lại thì đấy, là ở bên kia nó cảm thấy không hài lòng thì gọi cho bố. Cái đấy cũng là một cái mà điều kiện không thuận lợi cho việc giáo dục con rồi. Con luôn luôn cứ chạy, bởi vì rất là chủ quan, nếu bên này không tốt thì tại còn có bên kia. Thế thành ra là mình cũng nhẹ nhàng một chút, không gò uốn một cách nó quá nặng nề đối với cháu nhé. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé, hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn của mình đối với cậu con trai lúc này. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, câu hỏi của em là em mới quen được cái anh bạn này 5 tháng rồi. Vâng. Mà bây giờ em muốn mượn anh ấy một số tiền cũng không nhiều nhưng mà cũng không ít. So với ở quê chúng em thì vài triệu cũng là đủ rồi. Bây giờ em rất cần một số tiền đấy mà em cũng không biết xoay sở. Em cũng đã đi hỏi bạn bè, mọi người cũng khó khăn như em ấy. Em muốn hỏi em đi vay anh ấy vài triệu thì liệu em có nên vay hay không, và anh ấy sẽ nghĩ em như thế nào. Em chỉ sợ anh ấy nghĩ em lợi dụng, nhưng thực tình là em cũng không phải là em lợi dụng anh ấy. Em chỉ vay một thời gian ngắn thôi chị ạ, rồi khoảng trong vòng một tháng là em hoàn tất trả lại anh ấy. Vâng. Và em cũng thử, anh ấy cũng cứ bảo muốn có một người bạn thật tốt và thật tốt để làm quen. Thế bây giờ em thử, em đang gặp khó khăn như thế này thì liệu em có nên mượn anh ấy, và anh ấy sẽ nghĩ em như thế nào ạ? Vâng, những băn khoăn của bạn thì chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự cùng bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Tức là em nói là quen được mấy tháng rồi, là quen ở mức độ bạn bè hay là nó đã tiến lên mức cao hơn rồi em? Đại khái là nó cũng so với chúng em thì nó cũng vượt hơn một ít tình bạn ạ. À thế hả? Tức là vượt hơn một mức tình bạn, là gọi là bạn thân thiết đi đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cũng chưa có cái lời chính thức gì để gọi là khẳng định một cái tình cảm cao hơn gì. Không, chúng em đều là chúng em mỗi đứa, anh ấy cũng có gia đình rồi mà. Vì thế là em cũng rất là bình thường với anh ấy. Nhưng mà bằng em lại, anh ấy bây giờ chúng em đã có gia đình hết rồi ạ. Và cũng chỉ là bạn thôi ạ. Vâng ạ. Thế hả? Thực ra thì chị thấy những người mà đã có gia đình thì người ta cũng vẫn có thể có những cái tình bạn với những cái người bạn khác giới em ạ.
chẳng chứ nó không không đến cái mức mà bảo là phải bó hẹp là mình có gia đình, mình có chồng con rồi hay mình có vợ con rồi là dứt khoát mình không quen, mình không thiết lập một cái tình bạn với những cái người khác giới. Chỉ có điều đúng là khi đã có gia đình hay là có người yêu chính thức rồi mà có bạn khác giới thì mình cũng lưu tâm một tí để tránh bản thân mình cũng như là người bạn của mình đấy hiểu nó sai đi về cái tình cảm, cũng đặc biệt nó lại là những cái người xung quanh, đúng không? Có vợ rồi em thì đã chia tay trong tình yêu hôn nhân chúng em không được nên em đã ly hôn ạ. Đấy, nếu như mà mình thì cũng đã ly hôn rồi, thế mà anh ấy thì cũng đương có gia đình thì có lẽ là mình cũng anh ấy có gia đình rồi ạ. Anh ấy có gia đình, em cũng có gia đình nhưng mà em ly hôn rồi đúng không? Đấy thì mình thận trọng một chút, bởi vì nếu không thì cũng có thể là ngay từ cả phía mình thôi, bởi vì thực ra nam nữ mà gặp nhau thường xuyên rồi là thân thiết thì nếu mình không tỉnh táo đúng không thì nó có thể sẽ đẩy đến những cái tình cảm mà đôi khi nó làm khó cho mình ra. Thế còn quay lại để nói về cái chuyện vay tiền ấy mà thì nếu đã là thân và quý mến nhau thì nó có một cái là người ta quan tâm rồi là giúp đỡ lẫn nhau em ạ. Đấy, tình bạn thông thường nó là như thế. Bao giờ thì người ta cũng chia sẻ về những cái khó khăn rồi những cái vui buồn, và người ta sẽ có thể cần đến cái sự giúp đỡ. Chị thấy là nếu em thật sự trong lòng không có vấn đề gì cả thì em cũng có thể nói với anh ấy được mà, đúng không? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Tôi có người em gái, bây giờ đi lấy chồng, thì vừa rồi là về tâm sự với vợ tôi. Vâng. Em ấy bị chồng bạo hành cả trong lúc quan hệ vợ chồng cho đến lúc trong lúc dạy con cái là đều bạo hành tất. Thì bây giờ em đang chăn trở là không biết là nên xử lý thế nào. Thì tôi thấy vợ tôi tâm sự với tôi như vậy thì tôi không biết bằng cách nào nữa, thì tôi đành gọi đến chương trình nhờ chương trình tư vấn đó. Vâng, tức là em gái của anh đúng không ạ? Chị đấy thì lấy chồng thì chắc cũng lâu rồi đúng không anh? Vâng. Và cái hiện tượng mà xảy ra bạo lực gia đình ấy thì là mới đây anh mới được biết ạ? Vâng, từ khi bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau là đã bị bạo hành rồi. Vâng, nhưng mà chị giấu đúng không ạ? Bị cả bố chồng, mẹ chồng đánh nữa rồi. Nhưng mà chị có vẻ rất là cũng là cam chịu đúng không? Và cũng không chia sẻ với ai, mà gần đây thì chắc là cũng không chịu nổi nữa thì mới chia sẻ với chị dâu đúng không ạ? Chia sẻ với chị dâu đấy. Vâng, vâng, và vợ anh thì kể lại với anh và anh cũng rất là thương em gái của mình, cũng muốn tìm cái cách nào đấy để có thể là giúp đỡ cho em gái thoát khỏi cái bạo hành gia đình. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái chia sẻ cũng như là có những cái lời khuyên dành cho anh ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng, vâng. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Thật ra thì rất là tiếc là không được nói chuyện trực tiếp với cô em, bởi vì cô em tâm sự với chị dâu lại kể lại với chồng, tức là anh rồi lại nói lại với chúng tôi. Thành ra thì các cái thông tin chi tiết nó cũng sẽ không được rõ ràng, nhưng mà dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng trao đổi một chút ít. Hiện nay cô em gái của anh là bao nhiêu tuổi và lấy chồng bao nhiêu lâu rồi? Em gái em năm nay là 40 tuổi, lấy chồng được 20 năm rồi. Ôi, 20 năm chắc là con lớn rồi ạ. Vâng, vâng, em gái em thì được 3 cháu. Vâng. Cháu lớn thì 17 rồi, còn cháu bé năm nay mới 3 tuổi. Lấy chồng ở đâu hả anh? Làng thôi, cũng ở Hà Nội luôn. Cùng làng mình mà 20 năm nay em bị bạo hành, cả gia đình túm và đánh chứ. Mà rồi đến bây giờ ông anh cũng mới biết, mà biết cũng lại thông qua là bà vợ kể chia sẻ. Đấy, khổ cái người phụ nữ của mình như vậy đấy. Vâng. Lúc nào cũng không, cam vì chịu. Là em đi công tác xa, nên em mới về nghỉ chế độ mà. Rồi trước đây thì không biết đúng không? Vâng, vâng. Việc đầu tiên đấy thì cũng phải nói rằng là cái chuyện rất là tiếc là 20 năm nay cái cô em ấy cô đã cam chịu. Bởi vì... nếu như mà một đôi vợ chồng lấy nhau từ lúc 20 hăm mấy tuổi, lúc đấy mà mình đã có những cái biện pháp xử lý nó hiệu quả thì chắc là nó không kéo dài cái tình trạng bạo lực gia đình dai dẳng nhiều chục năm như thế này. Còn bây giờ thì để mà khắc phục thì chắc cũng không phải dễ dàng gì đâu. Việc đầu tiên thì anh sẽ nhân một bữa nào đó gọi cái cô em ấy. Nào đấy, anh nghe thấy chuyện như thế đấy, thấy chị bảo thế này, nói rõ cho anh xem cụ thể tình hình nó như thế nào, mình có thêm được thông tin về
về về về cái chuyện bạo hành của cô em. Cái việc thứ hai mình cung cấp với cô đó là người ta nói là tránh voi không xấu mặt nào, đang chung sống với lũ, mình chưa thể làm được những việc rất là to lớn để giải quyết triệt để, thì mình cũng phải có những cái kỹ năng gọi là tự bảo vệ mình để tránh nó có những hậu quả đáng tiếc. Chẳng hạn như lúc ông ấy hay đánh vợ, hay là vào cái lúc mà ông ấy cứ đi nhậu về, ông ấy say, thì mình biết là những lúc ấy đừng có thách thức, đừng có lượn lờ trước mặt ông ấy. Thế hoặc là gần đây ông có thể có vẻ là còn bạo lực tăng cường hơn lên, bởi vì là ông ấy cứ mỗi lần mà cái ông em rể, mỗi lần ông cứ đòi vợ quan hệ, trong khi thì mình thì 40 rồi, 3 đứa con rồi, mình cũng mệt mỏi vất vả, nó bị nhiều áp lực, mình chả thích nữa, thì ông ấy không đạt được cái mong muốn, ông lại lôi ra ông đánh chẳng hạn. Tức là với mỗi một cái vụ việc thì khác nhau, chúng ta sẽ có những ứng xử khác nhau để tránh trường hợp là nó bị bạo lực leo thang. Đấy là về mặt ngắn hạn, về mặt trước mắt thì là phải chung sống. Một cái việc thứ hai nữa là bây giờ ông anh về rồi, nếu đúng sự thật như thế, mình xuống mình nói chuyện với cái cậu em rể. Tôi thì tôi không biết, nhưng với tư cách là ông anh, tôi thấy chú sống như thế không được, vợ chồng với nhau có gì không phải. Tôi nghe thấy cô ấy bảo như A, như B, như C, như D. Thế bây giờ thế nào? Lỗi cô ấy hư hay cô ấy làm sao mà để đến nỗi mà cứ hơn một tí thì chú lại đánh phải đập như thế. Mình hoàn toàn là không phải là dọa nạt gì cậu em rể, nhưng mà nói rằng là bao nhiêu năm đi công tác cũng ít biết, giờ mới biết như thế. Cũng muốn rằng là nghe thêm chuyện của nhà chú thế nào, nói chuyện với cậu em rể. Đấy. À, một cái việc thứ ba nữa là cũng nhắc cô em gái của mình ấy, là cũng phải ở đời đôi khi sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, càng cam chịu thì nó càng lớn tới. Chứ nhiều khi mình cũng có tiếng nói, đôi khi cũng biết phản kháng lên, nó sẽ khác đi. Nhiều người phụ nữ mỗi lần chồng đánh chỉ việc ngồi khóc rồi chạy tọt trong nhà rồi không dám nói với ai. Thế nhưng mà một bữa nào đấy mà bà ấy cũng nổi sung nổi đơn đoá lên là tôi khổ lắm rồi. Thế bây giờ ông muốn gì nào vào đây đánh đi. Có cần thiết không đánh trên đấy. Tôi làm ầm làm ý lên rồi vân vân. Rồi thậm chí mình còn dọa là mình báo với công an xã với này chính quyền địa phương để người ta biết, để người ta xử lý, người ta can thiệp, người ta hỗ trợ. Đúng không? Chứ đừng có nghĩ rằng là việc trong nhà với lại nói ra rồi xấu hổ rồi không được gì. Nhưng mà cứ nói ra, nhiều người cam chịu quá rồi đến lúc mà bị bạo lực tới mức độ mà gây tử vong rồi, đến lúc hàng xóm láng giềng rồi bác trưởng thôn cũng như là bác bí thư chi bộ mới nói rằng là có bao giờ ai nói gì đâu, cô ấy cứ im tin thít, chúng tôi lại tưởng rằng là cuộc sống gia đình yên lành hạnh phúc lắm, nó không biết. Bây giờ với đồng hóa ra cô ấy bị bạo hành hàng nhiều năm nay nhưng cô không nói gì, hôm nay chắc quá đà chú đánh cho nên là vợ tử vong. Đấy, có phải là mình cũng phải chia sẻ với những cái người mà có trách nhiệm ở địa phương về cái tình trạng mình bị bạo lực, đúng không? Thế thì cùng nhiều mũi tấn công, một mặt là vợ thì không cam chịu nữa, phản kháng lên. Về phía người phụ nữ là đã phải cao giọng lên. Thứ hai là có ông anh tác động vào. Cái thứ ba nữa là cũng phải cho các cơ quan chức năng để nắm bắt được cái tình trạng của mình. Nhưng mà trước khi mình làm căng thì hãy có những kỹ năng để chung sống. Để thứ nhất là hạn chế, đẩy lùi. Đặc biệt là nếu cái bạo lực nó có xảy ra thì hậu quả nó không quá nghiêm trọng, đúng không? Đấy, ví dụ như đơn giản nhất cái trường hợp là nhiều người bị chồng đánh thì luống cuống rồi cứ chạy từ ngoài sân thì chạy vào trong nhà rồi chui tọt vào trong buồng hoặc là nằm lăn ra giường. Thế là lúc ông đang điên có tí rượu vào không còn làm chủ được cái hành vi của mình, thế là đánh vợ đến ngất xỉu. Lúc mà ông tỉnh lại thì mình cũng thiệt mạng rồi. Thế thì những người phụ nữ mà khôn khéo ấy là đừng có đùa với những cái ông mà đã nóng tính để đang say rượu. Chạy thì cứ chạy ra ngoài đường, ít nhất có người nọ người kia người ta biết. Hai nữa là hàng xóm láng giềng ta trông thấy thì người ta còn can ngăn. Nên những cái đơn giản như thế thôi cũng cần phải học đấy ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Cao Bằng. Alo, thính giả gọi điện từ Cao Bằng phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi của mình thì em muốn hỏi là sao vào khoảng năm nay thì khi hai vợ chồng em quan hệ tình dục thì sao tinh trùng nó loáng đi ạ? Vâng, bạn băn khoăn là không biết là cái tình trạng mà sức khỏe của mình có ảnh hưởng gì không khi mà tinh trùng nó bị loãng đúng không ạ? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời chị ạ. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em 30 tuổi ạ.
Thế à? Ừ. Thế vợ bao nhiêu tuổi? Vợ em 34 tuổi. Ừ. Vợ 34 tuổi à? Vâng. Ừ. Thế em nói loãng là như thế nào? Đi theo trước kia khi thường thường bọn em quan hệ với bọn em hay giải cái can thì trước kia nó rất là đặng, bây giờ nó loãng như sắp thành nước. Ừ. Thế à? Em thấy nó có ảnh hưởng gì đến mình nhiều không? Cũng không ạ. Nhưng mà khi quan hệ xong thì thấy mệt hơn trước kia. Mệt hơn trước kia à? Vâng. Năm nay thì cũng mới có 30. Thế hai vợ chồng em được mấy cháu rồi? Một cháu ạ. Mới được một cháu à? Có ý định sinh thêm nữa không? Không ạ. Ừ. Thực ra mà cái tinh dịch của em ấy mà nó loãng hay là không ấy thì bằng cảm quan là người ta không cảm nhận được đâu. Bởi vì khi mà mình quan hệ tình dục với vợ thì em xuất trong âm đạo của vợ thì đấy mới là tinh dịch của em. Thế còn cái mà từ cơ quan sinh dục của vợ mà chảy ra sau khi mình quan hệ tình dục thì nó lại cả cái phần, có cả phần dịch của vợ nữa, chứ không phải chỉ là cái phần tinh dịch của em nhá. Vì thế mà để muốn biết được hoặc là đánh giá được số lượng hay là chất lượng của tinh trùng ấy, thì phải làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Kể cả làm xét nghiệm tinh dịch đồ, người ta cũng đo được độ pH, cũng như là người ta mới đánh giá được là cái đặc hay là loãng hay là bình thường hay là như thế nào. Chứ còn chị nghĩ bằng cảm quan thì rất là khó để biết được là nó đặc hay là nó loãng, mà lại nguyên nhân có phải là bệnh lý thực sự không, hay nó là nguyên nhân gì, nguyên nhân từ cả vợ nữa chứ không phải là mình như là chị đã nói. Ừ. Nếu em cứ có thể cứ theo dõi thêm trong thời gian nữa xem là nó như tình trạng này nó như thế nào nhá. Ờ. Còn nếu như mà nó cũng không có, mình không có nhu cầu gì về sinh con nữa thì có lẽ cũng không cần quan tâm đến nó nhiều. Cứ kệ nó thôi. Tình trạng cương cứng không vấn đề gì, rồi là thời gian xuất tinh không vấn đề gì, cơ quan sinh dục không có gì bị bất thường thì chị nghĩ là cũng không cần phải lo cái chuyện đấy lắm. Nhưng mà em sao thấy bây giờ là khi quan hệ xong là nó lại mệt mỏi? Quan hệ tình dục xong nó mệt thì nó nhiều khi nó cũng chả liên quan gì đến cái chuyện là tinh dịch nó loãng hay là nó đặc cả. Vấn đề mà mình sau khi mình xuất tinh mà mình thấy mệt ý, thì nó có thể là do sức khỏe của mình chứ không phải là do cái xuất tinh đấy em ạ. Năm nay thứ nhất là mình 30 thì mình không thể nào như lúc 18-19 được, đúng không? Xem lại cái tần suất quan hệ tình dục của mình, xem là cái tần suất đấy nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không. Có điều kiện thì đi kiểm tra sức khỏe tổng thể xem mình có mắc một cái bệnh mãn tính gì không. Chứ không cứ gì là phải, còn nếu như mà sau khi quan hệ tình dục mà thấy mệt ấy thì cũng cần phải kiểm tra nhiều thứ khác nữa nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Alo. Vâng. Tôi năm nay thì 56 tuổi rồi. Vâng, anh có thể trình bày câu hỏi của mình. Từ ngày tôi đi mổ về thì giờ trong cái việc sinh lý vợ chồng thì nó kém hẳn đi. Vâng. Thế thì vợ tôi thì nó cứ thế này thế nọ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tôi hai lần đi mổ rồi nó có ảnh hưởng gì đến cái việc sinh lý không? Mới giờ tóm lại là cái của tôi thì giờ nó cứ như là người bình thường, chả có gì cả. Vâng. Vấn đề của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Vâng, à. Xin mời chị. Tôi chào anh. Vâng, chào chị. Vâng, anh có nói là anh mổ hai lần là mổ gì anh? Một lần tôi mổ thận với một lần tôi cắt mật. À, cắt mật đi ạ. Vâng, cắt mật, cắt cái mật đi, không phải là mật. Anh mổ thận là về cái gì đi ạ? Tôi nó dính sỏi thì đi uống máy thuốc nam nó chả ra, thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo đài rồi bể thận giãn độ 2 rồi, thế tôi phải đi mổ. Vâng, một bên này. Vâng, tôi mổ một bên, thế xong về được khoảng độ 2 năm thì bắt đầu nó lại dính cái polyp mật. Cái polyp mật thì tôi cũng xuống tận Hà Nội tôi tư vấn các giáo sư có nói là giờ cái tỷ lệ ung thư thì nó chiếm khoảng độ 75-80%, bây giờ nó chưa đau thì giờ nên can thiệp, thế là tôi cũng nhất trí tôi mổ. Vâng. Anh ơi, như vậy thì anh mổ lần cuối cùng ấy thì nó cách đây lâu chưa ạ? Tôi mổ được hơn một năm nay rồi. À, hơn một năm rồi hả? Vâng. Hiện nay thì sức khỏe của anh thế nào anh?
sức khỏe của tôi thì nó vẫn trước kia 10 phần thì bây giờ nó chỉ còn khoảng độ 70%. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ thế này, anh 5-6 tuổi rồi thì chắc chắn là những cái kể cả nhu cầu về sinh lý cũng như là cái chất lượng quan hệ tình dục của anh nó sẽ không thể như là cái thời mà mình còn 20-30 được. Thế và sau khi thì anh lại qua hai cái phẫu thuật mà xử lý về thận cũng như là về túi mật thì tất nhiên về sức khỏe chung là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái chính là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà nó cái chất lượng quan hệ tình dục của anh nó không được như mong muốn cũng như là nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình thì có lẽ mình phải xem xét nó ở nhiều góc độ khác. Ở phía anh bây giờ nó như thế này. Thứ nhất là xem là cái phần mà nó giảm cái sức khỏe của mình ấy nó ở mức độ như thế nào. Ví dụ nó ảnh hưởng về do dinh dưỡng, do mình hấp thu không tốt vì mình đã cắt túi mật. Thế cho nên mình cũng phải có một cái chế độ ăn nó phù hợp. Đấy, thì anh cố gắng kiểm tra lại xem cái chế độ dinh dưỡng của anh nó có ổn không, nó có phù hợp với sức khỏe của anh không hay là nó lại thiếu quá do mình kiêng khem. Ví dụ như vậy. Thứ hai nữa là cũng đòi hỏi anh ở tuổi này rồi, anh cũng không nên chủ quan và mình cần phải có một cái chế độ luyện tập để nâng cao cái sức khỏe của mình. Ví dụ mình có thể lựa chọn những cái bộ môn thể thao nó nhẹ nhàng như là đi bộ hoặc là đạp xe, hoặc là anh có thể chọn một cái môn thể thao nào đấy mà anh thấy thích nhưng nó phải phù hợp với cái sức khỏe của anh. Tức là sau khi mà mình chơi cái bộ môn thể thao đấy mà mình cảm thấy mình thoải mái, mình thấy khỏe hơn, vui hơn thì được. Chứ còn nếu như mà sau khi luyện tập thể thao do vì một lý do nào đấy mà mình lại cảm thấy mệt mỏi hơn hay là mình cảm thấy không thích thú lắm thì mình nên kiểm tra lại. Thế còn đối với cái chuyện mà quan hệ tình dục thì nó như thế này. Như tôi đã nói lúc đầu ở trên ý, thì cho đến bây giờ thì kể cả số lượng, kể cả chất lượng, đặc biệt là chất lượng của quan hệ tình dục ở lứa tuổi của anh nó không thể như là trước đây được nữa. Chính vì vậy mà nó đòi hỏi phải có cái sự hợp tác rất là tốt giữa hai vợ chồng. Vợ cũng phải hiểu cái sức khỏe của chồng mình nó như thế nào. Thế và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì có gồm rất rất nhiều những cái khác nữa, chứ không phải chỉ có cái chuyện là quan hệ tình dục. Nhưng nếu như thực sự là anh cảm thấy không hài lòng về cái chất lượng quan hệ tình dục của mình, hoặc tự bản thân anh cũng cảm thấy nó có những cái vấn đề liên quan tới chất lượng quan hệ tình dục, ví dụ như là nó xuất tinh sớm này, hay là rối loạn cương dương chẳng hạn, hay là cái hoạt động của cơ quan sinh dục nó không được như mình mong muốn, thì anh có thể đi kiểm tra về cái hoạt động của cơ quan sinh dục của anh được. Anh ở Phú Thọ cũng tiện mà, anh có thể xuống Hà Nội đi, anh có thể đến ở dưới này bây giờ có rất nhiều các cái bệnh viện có khoa nam học. Ví dụ như anh có thể đến bệnh viện Việt Đức này, anh có thể đến bệnh viện 103 này, anh có thể đến bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn. Dựa trên cái kết quả thăm khám thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho anh được kỹ hơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Giang. Alo. Vâng ạ, phải. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Câu hỏi của tôi là tôi có cháu gái năm nay 14 tuổi. Vâng. Thì năm nay cháu đã có bạn trai ấy, thì gia đình cháu ấy không cho cháu có bạn trai, không muốn cháu có bạn trai sớm, mà gia đình cháu có nhờ tôi cháu ạ. Tôi không biết là khuyên thế nào cho hợp lý mà không bị xúc phạm cháu ấy ạ. Vâng. Tôi xin chuyên gia một tâm lý một lời khuyên ạ. Vâng, vấn đề của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình, sẽ tư vấn và sẽ cho chị những cái lời khuyên để có thể là có những cái khuyên bảo cho cháu gái của mình nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Chị ơi, chị là cô hay là dì, hay là cô giáo hay bác cháu? Dạ em là bác của cháu ạ. À thế ạ. Thế dạ. Mẹ cháu không khuyên được mà lại nhờ tận bác. Tin tưởng lắm đúng không? Vâng ạ. Vâng. Mẹ cháu bảo là mẹ cháu, mẹ con nói chuyện với nhau nó khó ấy. Thì bảo bác là hội em khuyên với ạ. Rồi. Vâng. Thế thì bác đã làm gì rồi? Bác đã nói chuyện với cháu chưa? Chưa từng nói đâu anh ạ. Vâng. Vì không biết nói từ đâu, vì không biết bắt đầu từ đâu ấy ạ, nói sợ xúc phạm cháu ấy ạ. Vâng, đúng thế ạ. Vâng. Việc đầu tiên tôi hỏi chính là nói chuyện với cháu, đừng có nghĩ ngay đến chuyện là khuyên rồi ngăn cản rồi dọa nạt bằng việc này việc khác, mà đầu tiên là hỏi chuyện. Vì đôi khi người lớn cứ nghĩ rằng là
nó có bạn trai, nghe thì rất là ghê, 14 tuổi có bạn trai. Thế nhưng mà bạn trai bình thường, học ở trong lớp, chúng nó con bé này xinh xinh, thằng kia nó học khá khá, chúng nó quý nhau. Mẹ thì phát hiện thấy là nó đi nhờ xe đạp nhau đi học về. Thế hoặc là thấy nó tan trường nó lại đi cùng nhau chẳng hạn, là mẹ đã giật mình. Thế nhưng mà nếu như mà bác mà chuyện là tình hình ở trường ở lớp thế nào, có bạn không, có bạn gái, có chơi với đứa nào thân không, ví dụ cái hỏi cả bạn gái ấy. Thế xong rồi là này nghe thấy hình như là bảo có bạn trai phải không, tức là phải hỏi một cách nó cứ rất là đâu làm gì có, ông nọ bác thấy mày có đi với bạn trai. Thế thì nó kể không, cái thằng ấy, cái thằng nó học trên cháu một lớp, nó học ở lớp bên cạnh, nó cứ thích cháu nhưng mà cháu mắng nó, cháu bảo là vớ vẩn chẳng hạn. Đấy, tức là mình phải nắm được thực sự là tình trạng thế nào. Thế còn nếu mà cháu này bảo cháu có cái thằng ấy nhưng mà mới chỉ là bạn thân thôi, chưa có gì cả, mà làm sao mà cháu nó kể được một ít chuyện. Tối hôm đấy bộ cháu trốn đi đâu mà bố mẹ không biết, thì bố mẹ cháu có bảo em là đi tìm cháu xem ở đâu. Em đi tìm thấy hai người ngồi với nhau ở ngoài đường ạ. Vâng. Lúc đấy trời đang rất khuya rồi ạ. Vâng. Thế thì mình cũng lại cứ phải nói chuyện. Thế xong rồi mới kể cháu thật sự là còn giấu bác nhiều điều. Thật ra bác không phải theo dõi đâu, nhưng mà bác biết rằng là cháu đã thế này, cháu đã thế kia. Tức là mình nói đúng được những cái tin đen thì nó không cái nữa nhé. Bác có phải là hôm ấy hôm nọ cháu đã thế nọ như thế kia. Thật ra thì bác nghĩ rằng mẹ cháu hiện nay, bố mẹ cháu đang rất là lo. Bố mẹ cháu thì tính nóng, nếu mà nói chuyện với cháu thì sợ rằng lại có cái điều gì hôm ấy. Cho nên bác bảo là bác hứa với bố mẹ cháu là bác sẽ là người nói chuyện với cháu. Nói thật với bác đi, các cháu đã tình cảm như thế nào, thân thiết đến mức độ như thế nào. Thế xong rồi là mới sau đấy thì mình có thể nói rằng là mình không cấm là có bạn trai. Bởi vì cấm cũng chả được mà. Nếu bây giờ mình có cấm mạnh thì nó sẽ hẹn hò nhau theo ký, theo hiệu, xong rồi nó sẽ không hẹn để mình nhìn thấy nữa. Xong rồi thậm chí là nó chui tót đi đâu một cái thì mình lại càng mất hút luôn cả cái dấu vết của cái cháu. Chứ nói là không cấm có bạn trai. Ngày xưa bác 13, 14 tuổi bác cũng có bạn, nhưng mà chơi trong sáng chơi, không phải buổi tối đi hẹn hò ai. Ta nhìn thấy người ta sẽ đánh giá mình là cái đứa con gái như thế này, đứa con gái như thế kia, không đứng đắn, không đàng hoàng. Rồi cháu cũng biết rồi đấy, ở trên mạng đấy bao nhiêu những chuyện là bé tí mà lại yêu nhau, xong rồi để đến quá đà, rồi ghen tuông, rồi mâu thuẫn, rồi đánh nhau, rất là phức tạp cháu ạ. Mà cháu thì mới 14 tuổi, cháu đến này, cháu đừng thế kia. Cũng chỉ bao giờ cũng phải mở một tí rồi mới khép. Tức là vẫn cứ cho phép rằng là bạn trai không xấu, nếu như bạn trai đàng hoàng mà đi học cùng nhau rồi về nhà nhau chơi rồi mọi người đều biết. Chứ còn cái bạn mà cứ chỉ có hẹn ngồi ở trong bóng tối rồi được đằng chân lên đằng đầu, mình là con gái mình thua thiệt nhiều thứ lắm con ạ, vân vân. Hai nữa là cái bạn trai nếu bạn trai vẫn là 14 tuổi cũng lại học cùng lớp thì đỡ lo hơn. Thế còn nếu bạn trai mà nó lại là cái thanh niên đã trưởng thành thì mình cũng có thể phải nói mạnh hơn một chút. Bạn trai của cháu không phải học lớp đâu anh ạ. Vâng. Bạn trai của cháu nghe chừng rất là hư ấy, có gặp hai người ngồi với nhau đấy thì em có bảo cháu là về cả mẹ cháu cũng ra, mẹ cháu thì lại đi ra sau thì cũng nhìn thấy. Wow. mà người bạn trai của cháu ấy thì không hề chào hỏi gì người lớn cả. Wow. Đấy. Mà nhục tóc đỏ nhìn rất là hư ạ, mà phóng xe đi luôn ạ. Vâng, thế thì mình cũng lại có được cái lý do để mình nói chuyện đấy. Con thấy không, con bảo con thích bạn ấy, quý bạn ấy, nhưng mà đấy hôm bác mới chỉ gặp có một lần, không có cả mẹ cháu ra đấy. Tư cách đạo đức như thế, một con người như vậy thì liệu rằng là có xứng đáng để mà con kết bạn hay không. Mình có phải là con hiếm bạn đến mức độ mà lại phải kết bạn những người như thế ấy, như thế nọ. Thế để phòng nó lại cãi rằng là nhưng mà anh yêu cháu, anh ấy tốt lắm, anh ấy đạo đức lắm, anh ấy hiện nay anh đang thế nọ, anh đang thế kia. Thì mình cũng cho thấy rằng là một con người như thế mới tiếp xúc một chút xíu thôi, nhưng bác thấy rõ ràng không được, mà cháu thì còn đang rất là ít tuổi, kết bạn với cái đó thì thật ra chỉ phần lớn là có hại chứ chẳng được cái mang cái lợi lộc gì. Cháu học được cái gì ở anh ta đỡ đần gì được cháu, chia sẻ được cái gì, nâng đỡ được cái gì.
Thế còn thì mày nghe bác thì nghe, không nghe thì tùy mày. Nhưng mà bố mẹ mày thì theo dõi rất là kỹ đấy. Nhưng mà bác thì bác không muốn, tức là phải có người bên kia thì bên này, bên kia thì phải dùng bố mẹ để như đấm, còn mình thì là cái người xoa. Chứ còn tổng tấn công là rồi cái cháu nó mà lại gọi là bùa mê thuốc lú mà nó mạnh quá, nó bỏ nhà nó đi, nó trốn đi đâu với nhau ấy, thì lúc ấy mình còn ân hận lắm ấy nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Hy vọng rằng là chị sẽ lựa lời để có thể là có những cái khuyên nhủ cho cháu có một tình yêu thật là trong sáng và đẹp chị nhá. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, chào anh có thể cho biết câu hỏi của mình ạ? Câu hỏi là cho con tôi. Vâng ạ. Vâng, con tôi nó lấy vợ được 8 năm, thì sinh được một đứa con trai cũng 8 tuổi rồi. Vâng ạ. Thế và thế hiện nay thì hai đứa thì là nó chia tay nhau. Thế đứng trước cái trường hợp này á, thì có nên nói cho đứa cháu biết là cái tình trạng đó không? Vâng, câu chuyện của gia đình bác thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những tư vấn ạ. Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn em. Vâng, xin chào bác. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Vâng, nhà có một đứa cháu nội như thế, ông bà có hay thăm cháu không? Thế hiện nay thì cái đứa cháu thì nó ở với mẹ nó, thì thỉnh thoảng thì là hàng tháng thì bố nó có tới thăm nó. Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thì có nên nói cho nó biết. Chắc chắn một đứa bé 8 tuổi thì không phải đứa trẻ 3 tuổi. Vì vậy thì cái việc mà một là mẹ cháu đã nói rồi. Dạ vâng. Và nhưng mà vì cháu nó cũng còn non nớt và cũng là cái đứa trẻ vô tư, cũng cộng với việc là bố cháu ngày xưa khi mà bố mẹ còn ở với nhau ấy cũng không phải là người quá quấn quýt với con. Cho nên cái việc mà bây giờ có tách ra ở hoàn toàn với mẹ, lâu lâu bố mới về thăm chơi rồi sau đấy cho quà hay là đưa tiền cho mẹ thì cũng không ảnh hưởng gì lắm tới đời sống của cháu, cho nên cháu nó không thắc mắc. Nhưng thứ nhất là có thể chị ấy đã nói rồi. Chứ còn thì mà không thì rồi trẻ nó cũng tự tò mò. 8 tuổi là hoàn toàn mẹ ơi sao bố lâu không về, thế sao bố không ở nhà mình mà lại bố này cứ đi ở đâu. Và nếu như mà trước khi đi hôn mà vợ chồng đã có những mâu thuẫn thế nào, người mẹ cũng nói cho biết rồi. Bố mày đi theo gái rồi, bố mày đi ở với người A người B rồi, bố mày không được nhắc đến bố mày nữa, coi như là không có, vân vân. Đấy, bà ngoại nó đã có lời cũng nói cái giọng đó nha anh ạ. Vâng, tôi nghe thấy nhiều lắm, bà ngoại rồi mẹ sẽ cố nhồi vào là dành cái đứa bé là quên được cái bố nó hoặc là nhà nội càng sớm càng tốt. Bởi vì bạc bẽo thì không xứng đáng. Tôi não cho nó đấy ạ. Vâng. Thế thì cái đấy thì tất nhiên là cái dạy dột ở người lớn, bởi vì cái thiệt nhất vẫn là đứa trẻ thôi. Ai cũng thế thôi, mong mình lớn lên muốn là có nội có ngoại. Còn thì gieo rắc là như thế, sao bây giờ thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà nó lớn lên nó sẽ tự nhận ra rằng là ôi bố mình tệ bạc như thế rồi là bố mình sao này, mà nó chưa đủ hiểu rằng là vợ chồng sống với nhau thứ nhất là do cái duyên, thứ hai là nó còn nhiều yếu tố khác nhau, cũng chẳng phải lỗi ở bên này mà chưa chắc nó phải lỗi ở bên kia. Mà nếu có gì chăng nữa thì nó cũng là mỗi nhà mỗi cảnh, chứ không phải là không có người bố người mẹ nào lại ác độc hay là vứt bỏ con cả. Nhưng vì không thể tiếp tục được, mà vì chỉ có một đứa con thì chắc là tòa án bao giờ người ta cũng ưu tiên cho người phụ nữ. Sau ly hôn thì thường là những người phụ nữ cái khả năng mà đi xây dựng bước nữa nó khó khăn hơn, thì người ta có đứa con làm cái chỗ dựa tinh thần. Còn thì người đàn ông thì người ta, tức là luật người ta cũng phải dựa vào tình một tí, rằng đàn ông thì rồi sẽ lấy vợ mới rồi sẽ có con. Cái việc mà đàn ông tái hôn nó cũng thuận lợi hơn phụ nữ rất nhiều. Nhưng mà chưa chắc đâu ạ, rất là nhiều trường hợp là lúc vừa ly hôn xong thì người vợ nhận nuôi con, nhưng mà rồi đến lúc mà có được bạn trai mới, mà cái bạn trai ấy người ta lại không chấp nhận con, mà chị này lại rất là say mê anh ấy, rất là muốn tiến tới hôn nhân, có khi gạ gẫm là mày trả về cho bố mày với ông nội mày nuôi chứ ông này là hướng tao. Thế là ông nội này rồi bố cháu cứ tăng cường qua lại với cháu. Có nghĩa là nói tóm lại là anh muốn góp ý cho tôi là cái việc đó để nó tự hiểu là một. Cái thứ hai nữa là người xung quanh, bà ngoại nó hoặc là chính mẹ nó hay một số người nào đó sẽ nói cho nó biết điều đó thì nó sẽ tiện hơn
tức là mình nói với nó có phải không anh? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng. Dạ vâng, vâng cảm ơn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nam Định. Alo. Alo ạ. Ồ, và em là vậy bây giờ em yêu một người chưa được do cam đến đứa con mình có việc bị ảnh hưởng thế như vậy không ạ? Vâng. À, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Em là 25. 25 hả? Bạn yêu bạn gái bạn bao nhiêu tuổi ạ? Bằng tuổi em ạ. Bằng tuổi bạn. Tại sao bạn biết là bạn gái bị chất độc màu da cam ạ? Tại vì cái tay, cái chân người ta nó bị dính vào xong người ta cắt ra, vậy là nó bị vụt mất một đốt, chân thì cũng vậy ạ. À, cả chân cả tay đúng không? Dạ. Vâng, tức là nó để lại một cái di chứng như kiểu bàn tay, bàn chân như vịt ấy hả? Thế sau đó thì đã được phẫu thuật rồi và dạ, đã được tách ra rồi đúng không? Vâng. Còn lại những vấn đề khác thì như thế nào em? Sức khỏe sinh sản của bạn gái thì như thế nào? Dạ, bây giờ mình vẫn hỏi là vậy đến nếu lấy để con của mình có bị giống vậy không? Thực ra em hỏi chị câu ấy rất là khó. Chị cũng không thể trả lời chắc chắn em là hiện nay trong cơ thể cô ấy có những cái gen nó mang yếu tố di truyền hoặc là những cái gen, kể cả những cái gen mà nó gây ra cái tình trạng dị tật ở chân, ở tay đấy nó có di truyền hay không. Thì phải nói là chị cũng không dám trả lời chắc chắn với em là nó có di truyền hay không. Đấy, hay là cái chất độc màu da cam đấy nó di truyền từ đời nào, tức là ông hay là bố của bạn ấy, rồi nó có di truyền tiếp sang thế hệ khác nhau hay không. Nếu như mà nó những cái vấn đề về khuyết tật đấy mà nó nằm trên gen chẳng hạn, nó nằm ở trên nhiễm sắc thể á, thì nó có khả năng là nó di truyền. Thế còn nếu như nó chỉ là một vài cái mà nó thể hiện ra chỉ có cái kiểu hình như thế thôi thì có thể nó sẽ không di truyền. Nhưng thực ra vấn đề này rất là khó. Em thấy nhà bạn gái có ai ngoài bạn gái đã lập gia đình, đã kết hôn hoặc đã có con chưa? Chưa. Mới có bạn gái là cũng là người đầu tiên à? Dạ vâng, người đầu tiên. Cái vấn đề này nó cũng rất là khó đúng không? Bây giờ có lẽ là em cần tìm đến một cái trung tâm mà người ta nghiên cứu về gen ý. Tức là hay là những cái trung tâm mà người ta nghiên cứu về di truyền học nhá. Xong là mình sẽ đến tận nơi để mình hỏi trong cái trường hợp cụ thể của bạn gái nhà mình như thế này. Bởi vì không biết là mình có biết có phải là do chất độc da cam hay không, hay là nó chỉ là một cái dị tật thông thường thôi. Đấy, thì mới đánh giá được cái nguy cơ hoặc là cái khả năng. Thế còn nếu mà chỉ dựa trên cái biểu hiện bên ngoài như thế này để mà hỏi là có hay không thì thực sự chị cũng rất là khó em ạ. Nhá. Cái này cần phải có cái trung tâm tư vấn chuyên về vấn đề sinh học, di truyền học. Đấy, phải rất là cao như thế thì có thể may ra mới có thể tư vấn được cho em. Nhá. Yeah. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.